nhìn xuống thấy dây sức á anh bỏ chạy luôn. Trời, xé một tí nữa mất xe mấy chị. Coi như là cái xe để phía trước mà coi như có khóa xích đó mà trộm nó tưởng đâu là không có khóa. Có con chó đứng trước luôn mà cũng xi nhê mấy chị, hết hồn luôn, nãy giờ mới la tức thì á. Trời ở gì mà thấy bữa nay coi như một mét vuông là coi như là trộm ghê quá. Trời ơi, em mới ra coi như vừa mới lên live với mấy chị là coi như là nó ở ngoài nó đề xe một cái là coi như mà may là có khóa xích. May là có khóa xích nữa không có mấy chị. Đây, nó chạy mất dép coi như la quá, nó chạy mất dép nó bỏ lại cái đỏn này mấy chị, cái đỏn mà để nó mở khóa nè. Em được tặng đôi dép nữa. Trời ơi ghê quá mấy chị, coi như đi xe rồi là phải cẩn thận nha mấy chị. Đi xe rồi cẩn thận nha, trúng nhà cúp điện tối thui nữa coi như là coi như rất là ghê. Đây cái đồ nghề, cái đồ nghề mà mở mở này mấy chị, mở 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 nó phá cái mấy cái xe, mấy cái xe tay ga nè. Ôi Dũng Béo ơi, may một chút nữa mất cái xe, mất cái xe này Dũng Béo. Trời ơi đây nè, nó chạy xong nó bỏ lại đồ nghề nè, coi như la quá cái xe khóa cổ rồi gạt cái kia lên rồi có khóa xích mà nó không có để cái, nó không để ý cái khóa xích á. Nó không có để ý cái khóa xích đó, xong rồi la quá trời, xong rồi bắt đầu là nó chạy nó bỏ lại đôi dép với lại cái đồ nghề của nó nè, đồ nghề mở khóa nè. Đó thử mấy chị cẩn thận nha, coi như chị nào mà đi xe đồ là đừng có chủ quan là mình khóa cái khóa cổ rồi mình khóa cái đồ mà gạt lên nha, mấy chị lưu ý nha. Đó, trời ơi ghê quá. Trời ơi kinh hồn không. Thôi bữa sau nhà có chật một xíu cũng được, anh dắt xe vô xong khóa cái cổng lại, đừng chủ quan để ngoài. Ồ chị giờ chị cũng run luôn nè. Dạ không có đi đâu hết chị, trời ơi ở nhà không á. Bình thường em cũng vậy nè, mà tại vì trời tối thấy nó đẹp lung linh xíu vậy. Cúp điện mấy chị, tự bữa giờ sửa nhà là bị hôm qua là bị chập điện, xong rồi là mất điện tới bây giờ vẫn chưa có sửa được, vẫn chưa có sửa được, nên em mượn cái đèn bàn học của mấy đứa nhỏ đó rồi rồi live bằng 3G đó mấy chị. Nói chung là vô tám với mấy chị cho vui thôi, hôm nay tám là chín nha mấy chị. Chị nào mà cần em tư vấn cái gì thì mấy chị cứ nói em nha. Thì ông xã em nói khoảng ngày mai là ông sửa xong điện thì cố gắng nói ổng là cố gắng ngày mai cho xong ha, để ngày mai em like quần áo cho mấy chị, chứ hôm nay tối quá không like được. Cái đèn này là cái đèn bàn học của mấy đứa con em á, em đang ngồi ở bàn trang điểm nè, sẵn coi như là like cho mấy chị những cái thực phẩm chức năng, hoặc là mấy chị cần em tư vấn cái gì đó thì mấy chị nói ha. Đúng rồi, bao giờ tối nó cũng ảo ảo hết đó mấy chị ơi, tối nó cũng ảo ảo hết đó, chứ bình thường em cũng vậy à. Bình thường cũng vậy nè, đây nè, cũng cột tóc nè mấy chị không, cũng cột tóc bình thường nè. Đó rồi coi như son rồi cũng bình thường thôi, mà đèn sáng quá coi như nó bình thường, còn tối thì mình thấy nó ảo diệu một tí. À rồi nha, bây giờ cái sữa ông chúa em về rồi mấy chị, mà cái hộp em uống á, một hộp của nó là hai chục gói, mà cái hộp em uống nó hết rồi, em chỉ còn có bốn lọ này à. Em quăng mất cái hộp rồi, tại vì cái hộp nó không có like được chị ơi, tại vì đèn làm nhà bị hàng á mấy chị, coi như thợ hàng người ta hàng á, xong rồi bị chập điện rồi điện nó cúp luôn rồi, học chưa có sửa được, thành thử là em không có like đồ được, em không có like đồ được, nên em sử dụng đỡ cái đèn sợ đỡ cái đèn bàn học của mấy đứa nhỏ đó. Rồi em like bằng 3G thôi, mà lát nữa cái mạng mà nó có yếu quá mấy chị thông cảm nha, tại vì like 3G thì lúc nào nó cũng yếu hơn là cái wifi hết à. Cái ống sữa ông chúa nè, để em đưa cho mấy chị xem nha. Em về sữa ông chúa nước á, cái đợt này về là nó sale, nó đang giảm giá nha mấy chị, nó đang giảm giá nha, nó đang giảm còn hình như 580 hay sao em cũng không nhớ chính xác giá nữa. Còn kem chống nắng nha, cái kem chống nắng của em đang xài nữa ta, để em tại vì tối quá em không có xuống cái tủ ở dưới em like được, em phải like ở cái bàn trang điểm của em, để em coi thử cái kem chống nắng em đang xài ở đây. Đây cái kem chống nắng của em nè, cái kem chống nắng nè, để em đưa cho mấy chị xem nè. Cái này em kem chống nắng của em nè, quá trời luôn nè,
Đó, cái này là cái Neutrogen, cái hàng của Mỹ nè. Mà cái này á em, cái này á mấy chị, em xài không được, em xài là nó cứ bị châm chích hai bên da nè, nó cứ bị châm chích, nó cái kiểu là nó hơi rắc rác hai bên da nè. Da em là bữa nay rất là xấu mấy chị, nổi mụn quá trời nè, nổi mụn nè, nổi mụn nè. Đó, rồi coi như là da nó bị khô, nó không có mướt, nó bị khô, nó không có mướt là do mấy bữa nay là sửa nhà. Sửa coi như được nửa tháng rồi á, sửa nhà xong rồi bụi bặm rồi em ăn uống, em nói chung là không có uống thường xuyên thuốc tại vì em ít ăn lắm. Em ít ăn rau rồi ăn tùm lum tà la hết vậy đó, không có ăn nhiều mà mấy bữa nay không có uống thuốc, không có uống collagen rồi không có uống những cái thực phẩm bổ sung đều đặn á, do đó là coi như người nó nổi mụn quá trời luôn nè. À đó mấy chị nè. Đó, cái da em hay nói với mấy chị nè, mụn em không nổi thôi, nổi một cục là một cục bự như vậy nè. Đó, nổi một cục rất là bự luôn. Mỗi lần nổi là nổi một cục vậy đó. Hồi xưa cái da em từ tại vì cái hậu quả của xài kem trộn lúc mà em học 11 á, lúc em học lớp 11 á, mà tới khi mà cho em sinh bé thứ nhất á, nó mới 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 hết được, nói chung chăm sóc kỹ lắm bắt đầu nó mới hết 10 phần mà bây giờ giảm chỉ còn 0,1 phần, lâu lâu là bắt đầu chăm sóc không kỹ là nó mới lên những cái nốt mà bự như thế này. Đó là đang lên hai nốt nè, nốt này với nốt này nè. Rồi da em nó bây giờ là nó không có đẹp là bởi vì hậu quả của mụn là cái phần này nè mấy chị, nó hơi bị rỗ, còn dưới cái phần cằm nó hơi bị sẹo lồi là của mụn, mụn bọc của em là một cái to bằng cái đầu ngón tay út như nè. Đó. Da em xấu và sẫm màu lắm. Chị Bích Bùi ơi, có gì chị gọi cho em, số điện thoại là 0902 800 610 hoặc chị có thể chị inbox vô cho em ha, chị inbox vô cho em. Để tại vì cái da nói chung là nó xấu, nó sạm thì em phải biết nguyên nhân là xấu sạm như thế nào để em tư vấn cho chị cho kỹ ha. Ví dụ như xấu sạm của mình xài mỹ phẩm không đúng cách. Uống sâm à? Hả? Nó lại khác. Rồi thôi để lát nữa chị uống cái sâm đây cho hôm nay chị hơi mệt. Nó uống cái da mà xấu do sử dụng mỹ phẩm không đúng cách nó khác, còn cái da xấu do mình đi nắng nó khác, cái da xấu do nội tiết tố, do cái người mình nó không đầy đủ chất nó xấu nó lại khác nữa. Thành thử là chị gọi điện cho em, số của em là 0902 800 610 hoặc là chị inbox cho em thì em sẽ tìm hiểu kỹ là do nguyên nhân như thế nào rồi em sẽ tư vấn cho chị, chứ không có thể nào mà mình nói ở da xấu sạm là dùng cái gì, mình phải biết được cái nguyên nhân sâu xa của nó mình mới trị được tận gốc ha mấy chị, mình mới trị được tận gốc. Hồi nãy cái kem chống nắng chị nào hỏi em nè, đây cái hàng của Mỹ này em còn nguyên một tiếp luôn đó mấy chị, em chỉ xài được mới có một xíu này thôi, nó rát da quá em không có xài được tại vì cái da em nó cũng dạng thuộc da nhạy cảm ha, cũng thuộc da nhạy cảm đó, thành thử là em xài không được. Bây giờ còn nguyên một tiếp nè, là em chỉ để dành khi nào em đi bơi hoặc là khi nào mà đi dưới trời nắng á, thì em mới dùng cho da toàn thân thôi, chứ em không có dùng cho da mặt. Em không có dùng cho da mặt cái này, em dùng da mặt là nó hay bị rát hai bên cái gò má nè, nó cứ châm chích nè. Rồi xong rồi cái bắt đầu là em gái em nó ở Úc, cái Cetaphil này là của Úc nè. Đó, em gái em ở Úc nè, cái này là Australia, không biết cái chữ ngược mấy chị sợ mấy chị không có thấy được. Cái chữ ngược nó không có thấy được. Đó, là coi như cái Cetaphil này nè, cái kem chống nắng nè, SPF 50 cộng nè. Cái này thì nó không gây châm chích tại vì nó dành cái dòng mà Cetaphil là nó chuyên đặc trị dành cho da nhạy cảm, cái này là dòng dược mỹ phẩm á, nó dành cho da nhạy cảm, do đó là xài nó không bị châm chích nhưng mà nó gây bóng, nó khi mình bôi lên nó tạo cho cái mặt mình giống như là có một cái lớp gì đó nó dày, nó khó chịu lắm mấy chị, mà nó hơi bóng cái mặt ha, hơi bóng, do đó là nó dễ những cái người mà hay bị mụn rồi da dầu như em á, là lúc nào dùng vô là nó cũng dễ gây mụn hết đó. Đó, cái tiếp này em cũng còn đầy luôn á, nè là hai tiếp kem chống nắng này không bao giờ sợ tới luôn á, chỉ để khi nào mà dùng cho toàn thân thôi. Đó, rồi bây giờ là hiện tại em chỉ dùng cái tiếp này là tiếp thứ ba của em rồi nè. Cái này tiếp thứ ba của em rồi nè. Bình quân cái tiếp này em xài là nếu như xài nhiều là cỡ khoảng hơn 1 tháng rưỡi. Mà nếu như mà xài mà lâu á thì khoảng 3 tháng. Nó tại vì em hay dùng vùng cổ nữa. Em hay bôi lên mặt xong bắt đầu bôi cổ nè, vuốt cổ nè, bôi cổ sau cổ trước, em hay dùng cổ nữa thành thử nó hơi hao. Đó. Còn bị nội tiết tố á, thì chị uống sữa ong chúa cho em. Cái sữa ong chúa nó hay lắm mấy chị, cái sữa ong chúa nó hay lắm. Tại vì ở đây em không có uống cái dạng viên. Em không có uống cái dạng viên mà ở đây tối quá em không có, em trên bàn em nó không có cái viên.
em không có cái viên, mà em chỉ có cái ống này thôi. Cái ống này em uống gần hết rồi, em uống một hộp của nó 20 ống, thì cái này em còn có 4 ống mà, em còn có 4 ống mà em dục mất cái hộp rồi, em dục mất cái hộp rồi. Để đây em đi lấy một cái hộp hộp nguyên cho mấy chị xem nha. Đây nè, cái hộp nguyên nè, cái hộp nguyên nè mấy chị, cái hộp nguyên của nó nè, hộp này vừa về hàng nè. À, nãy em lấy em để sẵn cho mấy chị rồi nè. Đây, cái hộp nguyên của nó là nó 20 ống. À, tại vì hàng bên kia gửi về thành phố phải bọc cái lớp như thế này cho nó kín, tại vì nó là ống thủy tinh mấy chị, nó là ống thủy tinh ha. Đó, khi mà mấy chị uống nó thơm cái mùi giống như là mùi dứa ép á, mùi trái thơm ép á, giảm cân. Rồi ok, để giảm cân em lấy cho mấy chị xem. Hồi nãy em đem em uống, em để trên cái bàn uống nước nè. Hồi nãy em trước khi ăn em uống để từ từ ở nha. Em lấy cái đèn pin em soi, em đi lấy cái hồi nãy em để trên cái bàn uống nước để em mò em lấy thử ra. Tại vì có cái đèn pin nhỏ nhỏ, có cái đèn pin nhỏ nhỏ nè mấy chị. Cái đèn này để mình chụp hình selfie đó mấy chị, mình đem mình cắm phía trước mình chụp hình selfie cho nó sáng hơn đó. Đây, cái lọ giảm cân nãy em đang em uống nè. Đây, em uống được chắc 1/3 hũ rồi nè mấy chị, từ 55 kg. Đây, hôm trước em có uống cái loại này, em có uống cái loại này, mà cái loại này em uống em thấy nó không có xuống cân mà nó bị mất ngủ. Đây, em uống cái loại này cũng được còn 1/3 nè, uống 2/3 rồi còn 1/3 nè, mà nó xuống không bao nhiêu hết á, nó xuống không có bao nhiêu hết á, mà nó gây mất ngủ. Tại vì nó là bằng trà xanh mấy chị, hàng này cũng hàng của Mỹ luôn, nó bằng trà xanh, uống nó bị mất ngủ, không có ngủ được. Mà em uống còn 1/3 lọ nè đó. Mà cái này nó không có ok, thành thử là em không có tư vấn cho mấy chị. Cái này không có ok, thành thử em không có tư vấn cho mấy chị. Toàn bộ cái này em uống nó cũng không có gây mệt, nó không có gây mệt mà cũng không gây tiêu chảy luôn. Nó chỉ có là nhiều khi mình ăn hơi muộn á, nhiều khi ví dụ buổi tối em ăn hơi trễ đó, mà em uống trước khi ăn 30 phút á, nên đâm ra là nó vẫn còn tác dụng cho tới tối, nên thành thử là bị mất ngủ. Cái này nó làm trà xanh, hoàn toàn 100% từ trà xanh luôn. Do đó mấy chị uống cái loại này nó dễ bị mất ngủ lắm, nó dễ bị mất ngủ ha. Thành thử em vẫn còn này nè, em cũng để đây em không có uống. Thì em chuyển qua em uống cái loại này em uống được 1/3 lọ nè. Không biết mấy chị uống làm sao, chứ em uống là em uống cái liều em uống hơi cao một tí. Tại vì cái này ở trên này nè, nó ghi nè là mấy chị có thể uống là trên này nè, nó ghi là cái liều dùng mà giống như là liều dùng mà duy trì á, liều dùng duy trì á, là uống một viên nè, một viên trong hai bữa, một viên trước bữa ăn 1 giờ, mà một ngày dùng 2 lần. Còn weight loss có nghĩa là mấy chị mà giảm nhiều á, là mấy chị uống là 3 viên, uống 3 viên trước 1 giờ trước khi ăn, mà một ngày uống 2 lần, có nghĩa là một ngày uống 6 viên. Nhưng mà em, tại vì em cần giảm ít chứ em không có cần giảm, em không cần giảm nhiều, thành thử là một lần em chỉ uống 2 viên thôi, thì một ngày em uống 4 viên. Đó là cái này nè,
thì em uống được 1/3 rồi nè. Thì hôm trước em nói mấy chị đó là coi như em xuống từ từ 55 kg mà em xuống còn có 52 kg à. Thì hiện tại là bây giờ nó đang xuống cỡ khoảng 51 kg cái này nè. Mà uống cũng không hề gây mệt nha, không hề gây mệt mà không hề. Em có một cái loại giảm cân nữa để em đưa cho mấy chị xem, tại vì cái thằng này nó quảng cáo ghê quá, em thử thử, em thử dùng thôi. Đây cái này của Thái Lan nè. Đó, mấy chị coi như rảnh thì vào tám với em nha. Hôm nay em ngồi em tám thôi, tại vì cúp điện không có làm gì hết trơn á, buồn quá cũng không biết làm gì hết, thành thử là dùng cái đèn bàn học của mấy đứa nhỏ lên lên tám với mấy chị thôi. Đó cái này nè, em cũng có đã dùng cái thằng này, tại vì cái thằng này nó quảng cáo online rất là nhiều, nó quảng cáo online rất là nhiều, cũng mua thử dùng luôn, mắc tiền chứ đâu phải rẻ đâu mấy chị. Một tuần uống của nó là hình như là 250 ngàn hay là 350, được coi. Đúng rồi, 250 hay 350 ngàn gì đó, hình như 350 ngàn đó. Đúng rồi, 350 ngàn. Đó cái này nè, là nó giới thiệu là của bệnh viện Giang Hy cái gì của Thái Lan nè mấy chị. Đó nó quảng cáo rất là nhiều, em cũng thử mua về uống. Còn nhiều nè mấy chị, còn nhiều nè. Uống mới có 2 ngày thôi. Uống mới có 2 ngày thôi mà trời ơi. Mấy chị biết sao, bắt đầu người hả, nó rũ rồi nó mệt ơi là mệt, mặc dù là nó không nó nó làm cho mình cả ngày mình không có ăn, mình không muốn ăn cái gì hết đó, nhưng mà uống rất là có hại luôn, nó mệt rũ người á mấy chị, mình không giống như là tay chân mình không nhấc lên nổi luôn, mình không có làm được cái gì luôn á. Rồi bắt đầu nó sẽ có cái này là cái gói này là hình như là buổi sáng nè, trong này là nó có ba loại, thì mỗi mình uống một lần là 3 viên đó là buổi sáng. Còn buổi tối nè là coi như là nó có 2 viên, một lần mình uống 1 viên là nó ghi là cái gì đây nè, nó ghi là 10 minutes before sleep nè, có nghĩa là mình uống trước khi ngủ 10 phút, có nghĩa là khi mình ăn xong rồi gì đó là trước khi ngủ mình uống 10 trước khi ngủ 10 phút là mình uống. Rồi bắt đầu mấy chị biết làm sao, em nói cho mấy chị nghe, em uống xong ha. Nếu như mà em ngủ muộn, nếu như em ngủ muộn tầm khoảng 12 giờ, khi nào mà em like cho mấy chị á, mà tầm khoảng 12 giờ 12 rưỡi em mới ngủ á, thì bắt đầu khoảng 6 giờ sáng bắt đầu là nó nó tế nhị xíu nha, bắt đầu nó mất mất đi 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 nặng đó mấy chị, là giống như là nó gây cho mình bị tiêu chảy đó, giống như là ngày hôm qua mình ăn cái gì đó thì sáng bữa sau bắt đầu nó đào thải nó cho mình đi tiêu hết. Rồi nếu như mà mấy chị uống sớm cỡ tầm 9 giờ thì mới có 3 giờ sáng là bắt đầu mình đã bắt đầu mình đi rồi, mình đau bụng là mình muốn đi rồi. Đó là do đó là cái thằng này là uống thì là giảm cân, cái này là giảm không tốt nha mấy chị. Cái nào mà mấy chị uống mà mấy chị thấy mà nó đi tiêu chảy rồi là nó không tốt, bởi vì nó làm cho cơ thể mình mất nước, nó làm cho mình giảm cân. Giảm cân do mất nước đó, thì cái này em cũng mua em uống thử nè, em thử nghiệm. Nói chung là khi mấy chị mua hàng bên em á là mấy chị yên tâm, bởi vì cái gì em cũng thử hết á, cái gì em cũng thử hết á, em thử để em biết nó như thế nào mà tư vấn cho mấy chị. Chứ nhiều khi là em vừa thử rồi em vừa đọc thêm tìm hiểu thêm trên mạng để tư vấn cho mấy chị, nên mấy chị mua hàng em là mấy chị yên tâm ha. Đây nói chung là cái này là nô nha. Đó, mấy chị không có nên thử ha. Những cái trà giảm cân đồ hiện tại mà mấy chị uống vô mà bị tiêu chảy, hoặc mấy chị uống vô mà mệt rũ rượi người, rồi mấy chị biếng ăn. Biếng ăn này là sao? Biếng ăn này là có nghĩa là cả ngày mình không ăn một cái thực phẩm gì hết, mình cũng cảm thấy no, mình không muốn ăn thì nó lại không tốt. Còn ví dụ biếng ăn cái kiểu là khi mình có cái gì đó mình đúng bữa mình ăn, nhưng mà mình ăn vẫn được, mình vẫn ăn, mình không có cảm thấy là ăn không ngon, nhưng mà có nghĩa là mình cũng không thấy hơi đói đói chứ thôi, chứ không thấy đói nhiều lắm, là cái loại này nè. Cái loại này em uống nè, có nghĩa là tới bữa ăn là vẫn ăn bình thường đó. Rồi mình có nghĩa là mình thấy nó hơi nê nê bụng chứ nó không có đến nỗi mà gọi là không có thấy đói, có nghĩa là vẫn thấy đói. Ví dụ thay vì bình thường mấy chị 12 giờ trưa mình ăn đi, thì bây giờ mình uống cái loại này thì tới 2 giờ trưa mình bắt đầu mình thấy đói. Còn riêng cái thằng này á, em uống cả ngày không thấy đói luôn đó. Thì là mấy chị có thể lên trên mạng á, mấy chị tìm hiểu về cái những cái gọi là tác hại của thuốc giảm cân đó, thì mấy chị đọc ha, là những cái thằng này là nó ức chế cái hệ thần kinh của mình, nó làm cho mình là không có cảm thấy muốn ăn, thì không muốn ăn thì dĩ nhiên nó phải giảm cân rồi, cái đó là điều hiển nhiên ha. Cái này em uống được 1/3 này, em thấy nó xuống cân ok, nhưng mà không có gây mệt, không có gây tiêu chảy, không có gì hết. Thì mấy chị lưu ý giúp em nha, nếu như chị nào mà muốn duy trì, có nghĩa là em sẽ cố gắng em xuống giảm cỡ xuống cỡ 50 cân là em dừng, em không có xuống nữa, tại vì khi mà xuống nữa là bắt đầu mặt mình nó bị hớp, nó bị cớp má mấy chị, rồi bắt đầu cổ là bắt đầu nó da nhăn. Bây giờ em xuống cân là bắt đầu cái cổ em nó muốn nó cái da nó muốn chùng rồi nè.
nó cái da nó muốn trùng rồi, nó không còn căng nữa. Do đó là em cố gắng xuống tới 50kg là em dừng, em không xuống nữa. Thì cái liều mà mấy chị duy trì là một ngày 2 viên, trước bữa ăn 1 viên. À, cứ uống trước bữa ăn 1 tiếng 30 phút, 30 phút đến 1 tiếng 1 viên. Đó là cái liều duy trì. Còn nếu như mà mấy chị đang muốn giảm cân á, thì em muốn giảm ít thì trước bữa ăn em uống 2 viên. Uống 2 ngày một lần, có nghĩa là sáng và tối. Còn nếu như chị nào muốn giảm nhiều thì coi như sáng mình uống 3 viên trước khi ăn, tối mình uống 3 viên trước khi ăn ha. Là một ngày 6 viên là nếu như mình muốn giảm nhiều. Thì cái này em thấy ok nè. Đó. Không phải là em bán là em nói mấy chị đâu nha. Tại vì đây nè, em uống thử hết rồi cho mấy chị xem nè. Đó, cái thằng này nè, là em uống cũng 1 phần 3 hũ rồi nè mấy chị. Đây, em uống 2 phần 3 hũ luôn nè. Còn chỉ 1 phần 3 thôi. Tại vì cái hộp này nó tới 200 viên lận. Cái hộp này nó 200 viên lận. Nó 200 viên nè. Đó, em uống 2 phần 3 mà nó không có xuống bao nhiêu hết đó. Nó xuống chừng khoảng cỡ 1 ký rưỡi à, chứ không nhiều. Mà uống hết 2 phần 3 hộp rồi mà xuống cỡ đó nè. Đó, mà nó gây mất ngủ. Nó gây mất ngủ nha. Em thử nhiều lắm, em thử rồi nè, đó em thử hết rồi nè. Nhưng mà em thấy cái này là ok, thấy cái này là ok. Đang uống 1 phần 3 sẽ cố gắng xuống cỡ 50 là em dừng rồi bắt đầu em uống duy trì thôi. Uống duy trì thì có thể là cách ngày mình uống cũng được, không nhất thiết là coi như là ngày nào mình cũng uống đâu. Cái giá bao nhiêu hả? Em cũng không nhớ giá nữa chị ơi, em nhớ như 700 mấy hay sao. Tại vì bây giờ cúp điện á, em không có xuống nhà dưới để em coi được. Em không có xuống nhà dưới để em coi cái giá bao nhiêu hết. Tại vì em đang ở trên bàn trang điểm của em á. Rồi em dùng cái đèn đèn mấy đứa nhỏ. Hình như em nhớ là 780 hay sao á. Nhớ vậy. 180 viên nha. Đó, chị nào muốn giảm nhiều thì một ngày 6 viên chia làm 2 lần. Còn nếu như mà liều dùng duy trì thì là một ngày 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, trước bữa ăn 30 phút đến 1 tiếng. Còn nếu như mà muốn giảm ít, như em là muốn giảm ít thì một ngày uống 4 viên. Đó. Còn chị nào mà bị sạm da do nội tiết tố á, thì là cái sữa ông chúa này nè. Cái sữa ông chúa này nè, uống rất là ok luôn. Uống rất là ok. Như em á, tại vì em còn trẻ nên là em uống là 1 năm em uống chừng 3 hộp. Một năm em uống liên tục 3 hộp luôn là em ngưng ha. Hoặc là khi nào mà mấy chị mà cảm thấy cái này em nói tế nhị thôi ha, cái này chị bị đau bao tử uống được không? Bình thường chị ơi, đau bao tử rồi là uống bình thường hết, không có sao hết. Tại vì cái thuốc cái trà xanh đó, nó uống nó chỉ tác dụng phụ là gây mất ngủ thôi, chứ còn cái này em uống em thấy bình thường. Tại vì em cũng đau bao tử nặng lắm mấy chị, em cũng đau bao tử nặng lắm đó. Em uống cái này bình thường không có sao hết trơn. Sữa ông chúa này nè mấy chị, cái này là tâm sự tế nhị thôi nha. Còn nếu như chị nào mà thấy ấy quá thì nói em nha. Chị Thu Ba Nguyễn gửi kẹo cho chị chưa, để em lưu ý lại nha. Tại vì em cũng không ngày nay em cũng không có chốt đơn nữa, ngày nay em cũng không có chốt đơn, ngày nay bé nhân viên em chốt. Tại vì mấy bữa nay sữa nhà đó mấy chị lung tung lắm, buổi sáng là phải chạy đi rồi mua đồ ông xã coi thợ, còn em phải chạy đi coi mua lặt vặt cái này cái kia, thành thử là em không có chốt đơn cho mấy chị. Để cái gì em lưu ý rồi em nói lại bé nha chị Thu Ba ơi. Cái này nè mấy chị, cái em uống nha, em thấy cái này là nó hay nhất nè. Có nghĩa là khi mà mấy chị bị giống như là mình phụ nữ mà đã sinh con rồi mấy chị, là bị khô âm đạo. Em chắc chắn là cái này ai cũng bị hết trơn, bị khô âm đạo, bị khô rất là khô luôn. Mà em uống cái này hết hộp thứ nhất nha, là bắt đầu nó cải thiện hẳn luôn mấy chị, nó cải thiện hẳn luôn. Mấy chị uống tới hộp thứ ba, cái này là em đang uống tới hộp thứ ba luôn rồi nè, uống tới hộp thứ ba luôn rồi nè là em ngưng, là cái hộp này em gần hết rồi, hộp này em còn đúng 4 ống nữa. Tại vì cái này uống buổi sáng khi mà mình chưa ăn cái gì hết, do đó em không có khui ra được. Chứ không là nếu như mà em like đúng buổi sáng là em sẽ khui ra em uống cho mấy chị xem luôn. Cái này nó thơm cái mùi dứa ép nha mấy chị. Mùi thơm á, dễ uống lắm, rất là dễ uống luôn. Mấy chị lấy cho em một cái ly nước nhỏ nhỏ như thế này nè. Cái ly nước lọc bình thường nhỏ nhỏ như thế này. Rồi bắt đầu mấy chị bẻ. Em hướng dẫn cho mấy chị bẻ nha. Nếu như mà mấy chị uống trên mấy chị mình để ở chỗ nào mà dễ, mình hay nhớ nhất, để cho lúc nào mình cũng tập cái thói quen là mình uống đều đặn hết. Mấy chị bẻ là mấy chị một là lấy cái khăn, hai là lấy bất kỳ cái gì đó. Mấy chị đây bắt đầu mình để cho chỗ này nè mấy chị, mình để ngay cái ống nè, mình gõ cái tay cho nó xuống đi ha, chứ để nó còn ở trên này uổng ha. Bắt đầu mình gõ đi, rồi bắt đầu mình lấy cái bông hoặc là cái khăn á, mình bẻ cái một cái đầu này. Bắt đầu mấy chị lấy cái ngón cái hoặc là mình lấy cái ngón trỏ cũng được ha, mình bịt một cái đầu ở phía dưới này.
bịt kín một cái đầu ở phía dưới này thì để cho nó không có chảy, bắt đầu mình mới lấy mình bẻ cái này. Mấy chị lấy cái bông hoặc là cái khăn á, mình bẻ nó rất là dễ, nó không có sợ bị mà trúng tay nha. Đó. À, rồi nhớ bỏ rác cho cẩn thận, cho để mấy anh mà đi ấy rác rồi nhiều khi dẫm trúng chân ha mấy chị. Đó, rồi bắt đầu mình đổ vô ly. Mình đổ vô ly ha. Khi mấy chị nó sẽ có hơi, nó hơi có một xíu cái nó hay gọi là cái cặn ha, nhưng mà cái này là không phải cặn nha mấy chị. Cái này là nó từ thiên nhiên nè. Đó, giống như là cái sữa ông chúa mà nó cái này không phải là cái cặn nha. Cái này giống như là cái xác của nó vậy đó. Nên khi mấy chị ấy, mấy chị chịu khó lắc cho nó đều lên rồi bắt đầu mình bẻ ra, mình rót cho nước uống uống buổi sáng. À, sáng á, nếu như mà mấy chị mà uống nhiều nước á, em á thì trên cái hộp này nè nó ghi là mấy chị chỉ dùng một cái ly nước nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà buổi sáng mình uống nước rất là tốt. Do đó là em cho một cái ly bự luôn, em cho một cái ly khoảng 200 hoặc là 300 ml nước, em cho một ly bự luôn. Xong rồi bắt đầu ấy, em mới bẻ cái ống này vô. Nếu như chị nào mà muốn mà uống buổi sáng tốt quá nha, pha nước ấm vô cho em, pha nước ấm vô. À, bắt nước sôi lên xong rồi bắt đầu ấy mình cho một khúc nước sôi ha, rồi mình cho một tí nước nóng vô, pha cái nước ấm ấm á, mấy chị uống rồi rất là tốt cho dạ dày luôn, mà nó đào thải độc tố buổi sáng mấy chị rất là tốt ha, đào thải độc tố buổi sáng rất là tốt. Rồi đó là coi như là cái này á nha, cái hiệu quả mà nói về da nè, khi mà em uống cái này em cảm thấy mụn nó giảm hẳn nha. Đó, cái đó là tâm sự thật sự, tại vì em uống là em biết mụn nó giảm hẳn luôn. Rồi em thấy cái thứ hai nữa, tại vì mấy chị lên mạng mấy chị sợ sữa ông chúa ha, nó nói gì từ lô hộp dưa nào là làm mờ nám mờ tạng nhang gì đó, thì cái đó em không có, em thấy là tại vì em uống lung tung hết, thành thử em không thấy, là không biết chắc là phải nó hiệu quả không, nhưng mà có cái hiệu quả là em thấy nó giảm mụn hẳn là một nè. Cái thứ hai nữa là nó không có khô, nó không có làm cho mình khô khô âm đạo nha. Cái này nè, em hôm đi bệnh viện Mê Công khám xong rồi là người ta cứ nói là em hay bị khô âm đạo, rồi cũng đi nói với bác sĩ vậy, rồi cho thuốc về uống, nhưng mà em thấy không có hiệu quả. Cái này mấy chị uống hết hộp thứ nhất là em thấy hiệu quả hẳn luôn nha. Cái hộp nó như thế này nè, tại vì cái hộp này hộp nguyên, em không có mở ra cho mấy chị xem. Đây, cái hộp nguyên của nó là 20 ống nè, nó một hộp như thế này là 5, một lốc như thế này là 5 ống. Cái này do hàng trực tiếp anh Pháp gửi về, là nó bọc cẩn thận như thế này nè. Đó, nó bọc cẩn thận như thế này để cho khỏi vỡ ha. Kéo rồi chị. À, khỏi vỡ. Cái này thật sự tốt nha, thật sự tốt luôn đó. À, mấy chị uống viên cũng được, mấy chị uống ống cũng được, nhưng mà tại vì em sợ uống thuốc quá. Em sợ uống thuốc quá, với lại là uống ống nước, bao giờ uống cái dạng nước đó là nó cũng ok hơn là dạng viên, tại vì nước bao giờ nó cũng thẩm thấu nhanh hơn. Hình như em nhớ là 500 lúc mà nó chưa sale là giá 650, nhưng mà đợt này em mua trúng được 7 hộp hàng sale á, là coi như giá như 580 hay sao, nếu như em nhớ không nhầm là vậy. Đây, em hôm qua em mới đi siêu thị nè, em mua một gói sâm nữa nè, để em coi thử là có khác gì cái hàng em bán không nè. Đó, mua một gói nữa nè. Đó, mấy chị thấy em coi như tốn tiền nhiều lắm, chứ không phải là coi như là cứ bán hàng cho mấy chị rồi nói tùm lum tà la, muốn nói cái gì nói đâu, là lúc nào cũng phải thử nghiệm hết á. Cái này nè, đó, mới mua cái này bao nhiêu ta, 35.000 nè. Đó, hôm bữa đây em uống xong rồi em còn để dành cái chai lại để lúc like mà biết mà nói với mấy chị nè. Cái chai này mua 22.000 nè, hôm nay là mua cái này mua mắc hơn một chút, coi thử ra sao. Cái này là 33.500 hay sao á, 33.500 hay 33.700 gì nè. Mua uống thử nè, để cúp điện coi như không có bỏ tủ lạnh được luôn, thành thử uống không luôn, chứ cái này uống tủ lạnh nó mới ngon. Em coi thử uống thử nó ra làm sao. Cái này thì uống đỡ hơn cái chai hôm qua, uống đỡ hơn cái chai này. Cái chai này thì uống như nước đường luôn á. Đó, chị nào mà muốn thử thì mua, còn không thì đừng có mua cái này, y chang nước đường luôn. Cái này thì nó đỡ hơn một tí. Cái
Cái này nó đỡ hơn tí mà sao có cảm giác như là đường hóa học. Tại vì khi mấy chị uống xong mấy chị chấp chấp cái miệng đó, nó cứ ngót ngót cái kiểu gì á. Cái sâm, cái sâm hình như em còn, em bán cho mấy chị hết rồi. Còn có một gói, hai gói gì à. Hồi nãy em lấy em quơ vào lên để em ngồi em mấy cho mấy chị mà không biết nó bay đi đâu rồi. Hỏi cúp điện khổ ghê, mấy chị làm cái gì cũng thấy đường hết. Đây, cái gói sâm bên em nè, bây giờ cái này hết hàng rồi nha mấy chị. Cái này là có chị đặt luôn rồi, hết hàng luôn rồi. Khoảng một tuần nữa mới về lần, khoảng một tuần nữa mới về lần. Thì em bán lẻ cái gói này là cái gói này là 40.000 nè. Nó có một cái hộp cũng đẹp đẹp dễ thương bên ngoài. Một hộp của nó là 10 gói. Một hộp của nó là 10 gói là 370. Còn cái này là 40.000. Đó, cái này nói chung là uống rất là tốt nha mấy chị. Mệt trong người là mấy chị uống rất là khỏe nha. Đó, chị nào mà coi như có điều kiện mình cứ mua về mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh đó. Khi nào mình mệt mình uống ha. Khi nào mình mệt mình uống. Chị nào mà còn em tư vấn cái gì nữa thì coi như là mấy chị cứ nói nha. Đây, đây là cái chai nước hoa hồng của em nè, hàng Pháp nè. Đa phần mỹ phẩm mà em xài hàng Pháp là nhiều. Hoặc là những cái trang điểm, những cái kem dưỡng á, thì là coi như là vừa xài Hàn Quốc, vừa xài hàng Pháp. Còn mà nói về nước hoa á, là coi như cũng hàng Pháp, nói chung Pháp rất là ok. À đúng rồi, đây đây đây, đây. Tối nay em định xài cái này. Không biết dục ở đâu rồi. Hồi nãy ông chồng mình không lấy rồi, ông dục ở đâu ta. À tối nay em đang xài cái này nè, thành thử là em để em khui ra cho mấy chị xong rồi em xài luôn. Cái này là lúc trước đó là em toàn là mua ở mình không à, em không có nhờ chị Hà chứ mua bên Pháp nha mấy chị. Tại vì mình mua có một hộp này, lâu lâu mình mới xài. Cái này là 3 tháng em mới dùng một lần. Cái viên này nè, 3 tháng em mới dùng một lần. Mà em không có nhờ chỉ bên đó, chỉ mua. Tại vì tự nhiên mình mua cái này, mình mua ít quá mà mình nhờ phiền lắm mấy chị. Do đó em mua bên này. Mà em mua bên này là em mua tới 490.000 một hộp lần. 490.000 một hộp lần. Cái này là mấy chị biết cái gì không? Chị nào mà hồi giờ mà hay đi khám phụ khoa đó, chị nào mà hay đi khám phụ khoa mà coi như lúc nào cũng bị viêm nấm không mà hoài mà không bớt nè. Đó, coi như lúc nào cũng bị viêm nè. Xong rồi bắt đầu cho bản thân em, chính bản thân em bị luôn nè. Mà coi như em đặt viên này là viên, bắt đầu là viên thứ ba nè. Viên thứ ba là cứ hôm đợt trước đó là em bị thì coi như là một tháng em dùng một viên. Nhưng mà đợt này bớt rồi thì tới 3 tháng em mới dùng một lần. 3 tháng em mới dùng một lần. Thì coi như là đi lúc mà điều trị em hay đi khám phụ khoa bệnh viện Mekong. Với lại lâu lâu nếu như đi khám tổng quát là em hay khám Hòa Hảo. Cái gì pha nước uống chị ở sâm hả? Không, sâm mình cứ uống trực tiếp luôn. Sâm chị cứ cắt ra. Đây cái gói sâm này nó có cái chỗ này nè. Chị cứ cắt ra xong rồi bắt đầu chị uống. Hoặc là chị cắm cái ống hút cho chị hút thôi. Chứ không có bỏ tủ lạnh. Sâm bỏ tủ lạnh uống nó sẽ dễ uống và nó uống ngon hơn nha. Sâm đa phần là bỏ tủ lạnh hết. Mà tại vì cúp điện, hôm qua giờ cúp điện mà em mua ở siêu thị, thành thử hôm qua giờ cúp điện em không có bỏ tủ lạnh được. Chứ cái này là chị bỏ tủ lạnh chị uống nó sẽ ngon hơn. Chị uống nó sẽ ngon hơn nha. Mà ví dụ mình có điều kiện mà mình muốn bồi bổ sức khỏe mình thì cứ ngày nào một ngày mình uống từ 1 đến 2 gói. Còn nếu như mà nói chung hơi tiếc nha. Tại vì trời, một gói tới 40.000 ngang tô phở chứ nè mấy chị. Đó, thành thử là coi như nếu như mình tiếc thì coi như là mình cứ để ở tủ lạnh á. Khi nào 2-3 ngày mình cảm thấy người mình hơi yếu, nó hơi mệt mệt á, mình ăn uống mà không được thì mấy chị cứ lấy ra mấy chị dùng. Mấy chị bảo đảm mấy chị uống chừng khoảng nửa tiếng sau là người mấy chị tự nhiên thấy giống như là mình uể oải, mình không có muốn dậy đó. Mình uống cho bảo đảm với mấy chị là coi như khoảng nửa tiếng sau là nó khỏe hẳn liền luôn. Cái này là em uống thử nha. Đó, em mua thử nè. Đó, em mua thử tùm lum loại để em uống cho mấy chị em xem, em trải nghiệm nè. Cái này em mua 20 mấy ngàn này, 22.500. Còn cái này là 33.000 hay sao? 33.500, nó có lẻ phía sau, cứ lẻ 500 phía sau, 500 hay 700 gì đó. Đó là cái loại này nè. Là em cũng mua em thử nè. Em mua cái loại này uống là như nước đường luôn, do đó là bỏ qua nha. Chị nào muốn thử thì mua, còn không thì coi như đừng có mua, phí lãng tiền ha. Uống như nước đường luôn. Còn cái này uống thì tạm ổn hơn một xíu. Tạm ổn hơn một xíu ha. Đó, nói chung là cái này uống là nó còn có vị sâm ha, nó còn có vị sâm. Đó, nó có sâm thiệt trong này, còn cái thằng này là uống như không luôn, nó giống như có hương vậy đó. Đó. Còn cái này là 40.000 là bên em bán nè. Nếu như chị nào mà mua 10 gói thì 37.000 ha. 37.000. À còn cái đang nói cái vụ này chứ. Đó, là em hay khám ở, nếu như khám tổng quát thì em khám phụ khoa ở Hòa Hảo. Còn mà nếu như mà khám bình thường là em hay khám ở Mekong.
trường kỳ kháng chiến từ lúc sinh con tới bây giờ không bao giờ mà đi khám, mà coi như đi khám phụ khoa mà coi như là cái bệnh lý là coi như là bình thường, không viêm nhiễm gì, không bao giờ, chưa bao giờ mà bị có luôn á mấy chị. Em mới đi khám tức thì khoảng nửa tháng này, chưa tới nửa tháng, chưa tới nửa tháng là coi như sạch sẽ bình thường, không có cái gì hết trơn luôn mấy chị, không có cái gì hết trơn luôn. Trời ơi hay thiệt, em phải nói là rất là hay luôn chứ không phải lấy nữa. Một viên duy nhất thôi nha, cái này là cái này nè, cái này là nó trống, nó làm cho vui thôi mấy chị, chứ không có cái gì hết trơn nè, nó có một viên duy nhất thôi, một viên duy nhất nè. Hiện tại bây giờ hàng em cũng nói, tại vì chị gửi sữa ông chúa về, thành thử là em nói gửi cái này về cho em, chứ hiện tại là hàng bên này không có có đó, hàng bên này không có. Nó có một cái ống giống cái ống xi lanh này mấy chị, giống cái ống xi lanh này nè đó, mình để cái đầu này đây nè, cái viên này đó, cái đầu bằng này mấy chị, thì mình để vô trong này nè, rồi bắt đầu ấy mấy chị nằm xuống ha, mấy chị nằm xuống rồi bắt đầu ấy mình, nói chung là không, thường thường nha mấy chị, ở bên mình á mình hay mình có cái son em đang đánh là cái son này nè, son em đang đánh là cái son hàng hàng của Hàn Quốc nè, cái 270 nè mấy chị, cái màu em đang đánh là màu số mấy ta, tự nhiên tối quá không thấy đường luôn. Có, em có cái bảng màu tự nhiên tối quá không thấy đường luôn, cái màu đây nè. Đó, cái son này là 270, 275 gì, 270 hả mấy chị? Có, em có cái son này đánh nó không có bị khô môi mấy chị. Son kem này, không trôi luôn. Đó, son kem không trôi. Mấy chị làm sao nó cũng không trôi hết đó, mà không có bị khô môi. Còn cái để em coi cái hàng của Mỹ, nói chung là đó, bây giờ là bắt đầu nó kêu là ba g bắt đầu là nó phản, nó phản ứng đó mấy chị. Ba g cái son Mỹ, để em coi thử cái son Mỹ ở đâu coi. Đây, cái son Mỹ nè. Cái son Mỹ này em đánh nè. Nó hay bị khô lắm, nó hay bị khô môi, cái màu nó lên cũng đẹp nhưng mà nó bị khô lắm mấy chị ơi. Mấy chị đánh mà khoảng chừng cả ngày ấy, là bắt đầu cái môi chị ấy, nó bong 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 vẩy lên, nó gây khô. Thành thử là nếu như mấy chị mà xài cái son Mỹ này nè, cái son Mỹ thì nó giá nó rẻ, chỉ có 90 ngàn thôi, thì mình dùng cho những cái dịp nào mà nếu như mấy chị đi cỡ chừng khoảng vài tiếng đồng hồ thôi, khoảng 4 5 tiếng đồng hồ gì trở lại thôi, chứ nếu như mà mình dùng cả ngày ấy, là cái môi mình bắt đầu nó bong vẩy lên, nó bong vẩy lên, nó khô hết trong cái lòng môi này nè. Còn cái son 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 hàng á 270, nói chung tiền nào của nấy hết. Mấy chị đánh nó không có bị, nó không có bị khô môi, nó không có bị khô môi, nó rất là mướt nè, nó rất là mướt nè, này ha, nó rất là mướt mà nó không có lem gì bao nhiêu hết á, là cái son hàng á mấy chị, cái son Hàn Quốc á, nó có bảng màu nhiều lắm chị ơi, nó có tới mấy cây lận. Cái màu em đang xài là dạng như cái màu hồng, sợ nhiều khi lên ánh đèn á nó ra cái màu này, thì có gì em sẽ gửi cái bảng màu cho chị. Em sẽ gửi cái bảng màu cho chị để cho chị chọn màu nha. À, cái thuốc giảm cân hình như em nhớ 780 thì phải, tại vì em không có nhớ giá nhiều, nhớ nhớ nhiều quá coi như nhớ nhiều quá nó rối mấy chị. À còn cái này nè, cái thuốc bị viêm nè, chị nào mà hay bị viêm em nói ra xài cái này coi như là không thể nào mà chê được luôn. Em coi như từ lúc mà cưới chồng cho tới lúc sinh con, mà cho tới lúc mà khi mà bắt đầu mà biết tới cái loại này nè, là coi như lúc nào đi khám phụ khoa cũng cứ cái kết quả ra là coi như là bị viêm, viêm lộ tuyến, xong rồi ấy, có hôm á là coi như bị cái gì máu trắng nhiều rồi bị lung tung hết á. Đó, coi như nhét thuốc gì mà coi như cho một cái liệu trình gì mà 10 viên, 10 viên hoặc là có lúc mà tới 28 viên, trừ những cái ngày hành kinh ra là không ấy. Ủa em khùng luôn á mấy chị, khùng luôn, xong rồi uống thuốc nữa, uống thuốc kháng sinh nữa để cho giảm viêm, mà cuối cùng cũng đâu có bớt đâu mấy chị. Mà xài thuốc là chỉ chừng khoảng 10 ngày, làm siêng lắm là xài 10 ngày là hết, còn mấy ngày kia bỏ, dục coi như không dùng. Đó, do đó hoài không bớt. Mà cái này mấy chị xài có 1 viên à. Đây nè, tại vì cái hàm lượng nó rất là cao, cái hàm lượng nó của nó tới 500 mg lận, nó rất là cao. Cái này là tối nay em dùng luôn nè. Nó cái này tối nay em dùng luôn, em khui ra cho mấy chị xem nè, em khui ra cho mấy chị xem cái này viên này mắc tiền nha chứ không phải rẻ đâu. Mắc tiền. Mắc lắm, tới ba trăm mấy chục ngàn lận, mắc chứ không phải rẻ nha. Mà mình xài một viên duy nhất luôn, nhưng mà nói chung là tiền nào của nấy, tiền nào của nấy.
Cái này á, là mấy chị đừng có dùng tay, tại vì chị nào nếu như chị nào mà đang đang đặt đang đi khám phụ khoa mà đặt đang đặt thuốc á, trong cái hộp thuốc cả hàng Việt Nam mình hay hàng gì cũng vậy hết, trong hộp thuốc bao giờ nó cũng có cái dụng cụ để cho mình đưa thuốc vào. Mấy chị cứ hay dùng ngón tay nha, cái ngón tay của mình nè, mình đút vô nè, nó ngắn đủng nè. Đó là coi như vô tình mấy chị chỉ trị ở phía bên ngoài thôi, chứ mấy chị không có trị ở phía bên trong. Mấy chị không có trị sâu được cái phía bên trong, mà viêm hay không là phía bên trong đó mấy chị. Do đó là bao giờ nó cũng có cái dụng cụ mà hỗ trợ cho mấy chị mà đặt thuốc nè. Đó, rồi bắt đầu ấy mình cứ để vậy nè, bắt đầu mình ấn nó lên ha, mình ấn nó lên. Khi mà mấy chị đút xong hết rồi, bắt đầu mình bóp cái phần này lên. Mình bóp cái phần này lên thì cái viên thuốc nó sẽ đi sâu vô bên trong ha. Đó, là cái này là mấy chị em là hôm em bị viêm đó là em xài là 1 tháng 1 viên. 1 tháng 1 viên là em xài liên tục nha. Sau khi mà hết cái bệnh sạch sẽ xong rồi là bắt đầu mấy chị dùng là coi như rồi bắt đầu tháng sau mình dùng lại 1 viên nữa là hết luôn đó. Là em đi khám phụ khoa lại là bình thường không có gì hết trơn. Còn cái này là 3 tháng, sau 3 tháng là em mới xài lại cái này. Sau 3 tháng là bây giờ là em bắt đầu em dùng lại là tối nay em dùng luôn nè, thành thử em khui ra cho mấy chị nè. Em khui ra cho mấy chị coi nè. Đó là tối nay là em dùng cái này luôn rồi nè. Là 3 tháng sau em mới dùng lại luôn. 3 tháng sau em mới dùng lại. Thấy nó rất là ok luôn nha. Thành thử là cái này chị nào mà viêm phụ khoa thì nói em đặt giùm cho mấy chị thôi, chứ cái này là coi như hàng nó không có. Mà cái này em cũng không có lấy về bán, tại vì không biết là mấy chị có ấy hay không. Cái gì mà em lấy về bán á, là coi như là em có thể em xài được. Ví dụ như bán không được còn xài, bán không được còn xài. Chứ còn cái này 3 tháng mới dùng 1 lần là coi như nếu như mà đặt hàng về mà không không có ai ấy thì coi như em ôm hàng chết. Do đó là cái này mà chị nào mà ấy thì nói em đặt giùm cho nha, chứ còn là em không có ấy ha. Cái này là em xài thôi, tại vì tư vấn cho mấy chị đấy thôi. Cái này là tối để xài nè, để riêng ra lát nữa dùng. Cái viên giảm cân là 780 ngàn hay sao á. À rồi bây giờ nói tới răng miệng nha, nói tới răng miệng đây. Sẵn có mấy cái tâm tâm chỉ nè, con chồng em nè, tự nhiên cái hộp của người ta nó có cái khóa zip vậy, không có chịu mở hoài không được, đem xé nó nè. Trời ơi, bị cho em la cho một tăng. Đây mấy chị, răng miệng nè, bình thường là không có cái thói quen xài cái này đâu mấy chị, nhưng mà đi hôm bữa trước bị sâu răng ăn xong rồi nó bị nhức, nó bị ê cái răng bên phía bên này nè. Bắt đầu đi khám bác sĩ nó quái, tại sao mình chăm sóc răng rất là kỹ, sáng đánh răng, tối đánh răng, thậm chí là dùng nước súc miệng nữa, mà tại sao bị sâu răng? Bắt đầu mình không biết, mấy chị biết làm sao không? Tại vì từ hồi nhỏ tới lớn á, ba mẹ em không bao giờ cho dùng cái tăm xỉa răng mấy chị, không bao giờ cho dùng cái tăm xỉa răng. Thành thử mấy chị nè, nè mấy chị thấy răng em rất là khít, răng rất là khít luôn, không có thưa nha, nè răng khít riệt luôn, không có thưa. Thậm chí mấy chị đưa cái em đưa cái sợi chỉ nha khoa vô mà em cày á, nó đưa cái sợi chỉ, giúp cái sợi chỉ lên, nó còn cứng nữa. Cái viên đặt là hình như là em nhớ là 300 mấy á, hình như em có đăng trên trên mạng á, chị lên chị xem giá giúp em nha, chứ em không nhớ giá nữa. Cái này nè, răng em rất là khít luôn. Mấy chị em ai cũng vậy đó, tại vì ba mẹ từ nhỏ là không có cho xài cái tăm xỉa răng. Mấy chị xài cái tăm xỉa răng là cái răng mình sau này nó thưa á, không có biết tại vì sao mà tự nhiên nên không, cái răng nó bị sâu mà trong khi mình chăm sóc răng rất là kỹ đó. Hay bắt đầu đi vô bác sĩ đi đi nha khoa đó mấy chị. Mấy chị biết bị sâu chỗ nào không? Sâu dày mới tức chứ, có nghĩa là giống như cái răng mình vậy ha. Còn cái kẽ giữa đây là cái kẽ giữa này là cái răng đúng không? Thì bị sâu đúng ngay cái kẽ giữa này nè, bị sâu đúng ngay cái kẽ giữa này nè. Thì là bắt đầu mấy ông nha khoa ông mới nói là tại vì á, thức ăn á, nó bám vô cái răng, nó xích quá, thức ăn nó bám vô ở phía bên trong đó, khi mà mình đánh răng nó không có ra được. Thậm chí mà khi mà dùng cái chỉ nha khoa này mình mới chỉ rút cái thức ăn lên á, mà coi như nó rất là khó lên luôn, nó rất là khó lên luôn. Do đó là coi như là mới tư vấn là dùng cái này, phải dùng cái này. Đi làm trám cái răng mất 700 ngàn đó, là bây giờ mới khôn ra là bắt đầu lúc nào tối nào nè, trước khi đánh răng hết ha, là ngồi trên bàn này nè, rồi bắt đầu trước khi đánh răng bắt đầu lấy cậy hết hết trong mấy cái cây răng trên cũng vậy nha. Mình dùng hết cái dưới rồi bắt đầu mình lấy cái cây khác mình đắp, mình đầu mình dùng cái ở trên rồi xong bắt đầu mới đánh răng súc miệng rồi mới đi ngủ, là không bao giờ bị sâu răng hết. Bây giờ mới biết nè, đó già cái đầu rồi bây giờ mới biết dùng cái này nè. Tại vì hồi xưa là hay dùng cái loại mà cái dây quấn mấy chị, mình cứ kéo ra và bắt đầu mình quấn hai cái đầu ngón tay, bắt đầu mình khựa cái này nè, nó bất tiện lắm nên lười không có làm. Bây giờ nó ra cái này tiện lắm, siêu thị nào cũng có hết trơn mấy chị, cấp mát nào cũng có hết nha, cấp mát nào cũng có hết á. Mấy chị đi vô mấy chị mua cái này cho em đó, ở nhà mà có con nít hoặc là có người lớn con nít mà nó biết dùng rồi á, mua cho em cái này đi, rẻ lắm chứ không có mắc đâu.
rẻ lắm, siêu thị nào cũng có bán hết trơn á. Trên này nè nó có chỉ nè, mấy chị cứ cựa vô trong mấy cái chỗ ấy á, xài ok nha, rất là ok luôn. Mấy chị về coi như mình mua về mình để cho gia đình mình dùng đó, chứ nhiều khi mình không có biết những cái này á, vô tình những cái răng á, mình mà bị sâu rồi mấy chị, nhiều khi á, mình uống nước đá hay mình làm cái gì nó bị ê khó chịu lắm ha, khó chịu lắm. Nhiều khi chăm sóc răng miệng kỹ nhưng mà thiếu cái này là không được nha. Đó, coi như em là chăm sóc răng miệng cũng kỹ lắm mà cái thói quen từ xưa giờ rất là kỹ mà cũng bị sâu răng á, tức vô hỏi bác sĩ, trời ơi em chăm sóc kỹ lắm mà tại sao bị sâu răng, tại vì chụp hình ra hả thấy nguyên một cái lỗ sâu luôn. Mới nói thế em có dùng chỉ nha khoa không? Nó dạ không. Nó nói, đúng rồi, coi như cái răng dày làm sao mà em răng khít lắm bây giờ ha, rất là khít luôn nha. Thì từ hồi nhỏ là ba mẹ không có cho dùng tâm nè, đây ra nè ha, cậy là không lên nè, khó lên lắm. Thành thử là mình mua cái này về dùng. Cái bao mấy chị mua cái loại này cho nó tiện nha. Cái này là do ông chồng em biết xài nè. Đó, chị nào mua về rồi là nhớ dặn coi như ông chồng mình hoặc là dặn con mình là mở, nhớ nó có cái khóa zip nè. Mình mở ra xong mình đóng lại cho nó không có bụi bặm, nó vệ sinh nha. Đó, tự nhiên ông mở sao ông mở không được, ông đem khui hai cái đầu nè. Thấy bực mình ghê không? Cái này rẻ lắm mấy chị, chỉ có mấy chục ngàn thôi à. Mua về mình xài ha. À, trước khi ngủ mình đem mình cậy lên rồi bắt đầu mình mới đánh răng súc miệng rồi dùng nước súc miệng ha. Đó, siêu thị nào cũng bán hết trơn là cái bịch ở cậy răng nè. Bây giờ mà không có cái này là cũng khó chịu á, xài thành thói quen luôn rồi. Rồi là em tư vấn cho mấy chị mấy cái đó ha. Rồi bây giờ cái gì nữa ta, mấy chị cần em tư vấn cái gì nữa nè. Cái đúng rồi, hồi chiều có chị nào không biết gọi điện em hỏi em là Diễm ơi, coi như là chị dùng kem dưỡng xong rồi có nhất thiết phải dùng serum không em, cái serum là cái gì? Đó, thành thử là em bây giờ sẵn đây em nói luôn ha. Trong cái dưỡng da của mình nó có rất là nhiều loại, nó có rất là nhiều loại. Cái bước đầu tiên là mấy chị rửa mặt sạch sẽ rồi thì cái vấn đề đó em không nói ha, cái vấn đề đó em không nói. À đây, cái miếng rửa mặt nè, hồi nãy em đi trong cái siêu thị đồng giá, siêu thị đồng giá 30.000 nè. Để em vô cái phòng tắm em lấy cái này ra cho mấy chị xem. Này, bình thường hay xài cái chỉ nha khoa này nè mấy chị. Hay xài cái chỉ nha khoa này nè. Lười lắm. Đây nè, cái chỉ nha khoa này lười nè. Kéo ra xong bắt đầu quấn vô hai cái đầu ngón tay nè. Mà làm biếng xài ghê lắm, mình thử phải mua cái này. Phải mua cái này. Cái hai cái miếng này nè, hai cái miếng này nè, hai miếng rửa mặt nè. Đó, nó cũng giống như cái máy rửa mặt, nó cũng giống như máy rửa mặt nè. Thấy mấy chị thấy không? Coi như em mua cái gì về xong rồi em phải dùng thử rồi bắt đầu em mới lấy cho mấy chị. Em mới lấy cho mấy chị nè. Đó, mua cái gì về cũng phải bắt buộc cũng phải khui ra xong rồi phải thử xong thấy ok rồi bắt đầu mới mua, chứ không là không bao giờ mà mua nhiều hết á. Cái này đó, cái này là siêu thị đồng giá 30.000 nè, mà coi như em mua nhiều nó chỉ khấu được 10%, nó chỉ khấu được 10% thì coi như bán lại cho mấy chị 30.000 luôn, coi như lời 3.000 ha. Là cái tại vì mấy chị nói nhiều quá mới mua, chứ còn 3.000 nó tới đâu mấy chị. Thành nữ là coi như là ấy cho mấy chị thôi, chứ cái máy rửa mặt em hết rồi, em không có đi hàng được, thành thử em không có đặt hàng được. Cái máy rửa mặt nè, đây nè, đó, nó sử dụng bằng pin nè, cứ mỗi lần mình bấm lên là tự động nó rửa mặt cho mình. Đó, cái này là cái hàng bên Úc em gái em nó mua về cho em, còn hôm bữa trước là em có hai cây em mua hàng bên hàng á. Cái này thì xài pin tự động nó sẽ tắt, chứ không có nút qua, nó quy định là trong vòng 2 phút là nó sẽ tắt. Thôi cho nó vô đây đi, 2 phút nữa nó mới tắt lận. Còn cái rửa mặt này nè, nếu như mà mấy chị không có cái máy kia thì mình xài cái này cũng ok. Cái này là tây, nó mềm lắm, cái lông nó rất là mềm ha. Mấy chị cho nước vô đi rồi bắt đầu mình thấm cái sữa rửa mặt á đều lên trên hết trên mặt. Bắt đầu mình dùng cái này nè, nhất là mấy chị nè, chà hai cái vùng mũi nè, mình để hai cái vùng mũi nè, mình chà hai cái vùng mũi kỹ với em, tại vì lúc nào cái chỗ này nó cũng hay bị mụn đầu đen hết mấy chị, nhất là những chị da dầu ha. Mình chà hai cái vùng lỗ mũi nè, bắt đầu nè, xoay nè, cái vùng này là lúc nào dầu cũng nhiều nè. Đó, xoay xoay rồi bắt đầu mình cứ xoay 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 mình xoay đều hết cái này.
Rồi bắt đầu rửa sạch cái này đi ha. Rồi mấy chị để chỗ nào mà nó khô ráo á, để cho nó khô cái này, nó không có bị vi trùng. Nó không có bị vi trùng, cái này chỉ có 30 ngàn thôi, rẻ. Đó, rẻ em mua xài tạm cũng được ha. Tại vì cái máy em không có hàng, em không có đi Hàn Quốc được, thành tựu không có hàng. Đó, cái này là đó, là mấy chị biết sao không? Cái lỗ chân lông của mình nè, nó giống như vậy nè ha. Cái lỗ chân lông mình nè, cái da mình ví dụ như cái da mình nó đang bằng phẳng vậy đi, cái lỗ chân lông nó như thế này nè. Bình thường mấy chị rửa cái tay nè, mấy chị rửa cái tay vậy nó đâu có sâu được bên trong đâu, nó đâu có sâu được bên trong đâu ha. Thì khi cái này nè, đó nó có những cái gai nè, nó có những, không biết là mấy chị có thấy không nè, đó những cái gai nè, những cái gai nè, thì khi mình rửa nó sẽ vô những cái lỗ này nè mấy chị, vô những cái lỗ này nè, nó sẽ lấy bụi bẩn ra. Chứ còn không mà những chị nào mà da dầu á mà mình không rửa sạch những cái lỗ chân lông á, là bụi nó cứ bám vô trong đó, bắt đầu nó sinh ra mụn, rồi nó bít lỗ chân lông, rồi bắt đầu cái lỗ chân lông mình càng ngày càng to ra đó. Vì sao những chị nào mà cứ nói em là lỗ chân lông to á, là do mình vệ sinh da không có kỹ. Mình vệ sinh da không có kỹ, mình vệ sinh da kỹ thì nó sẽ đỡ được phần nào ha. Lỗ chân lông to là coi như là di truyền rồi, mình trị nó không hết đâu mấy chị. Chị nào mà nói là có cái công nghệ làm se khít lỗ chân lông hết, không có đâu nha mấy chị. Ví dụ như 10 phần nó chỉ giảm được 10 đến 20% thôi, chứ không bao giờ mà coi như mà nói cái chuyện mà 10 phần mà mấy chị mà đi trị máy móc hay trị cái gì mà giảm 90-80% đâu. Bảo đảm với mấy chị không có. Chỗ nào mà nói vậy là đang lừa mấy chị nha, đang lừa mấy chị đó. Đó, rồi cái này nè, cái miếng rửa mặt này chỉ có 30 ngàn thôi, chỉ có ít thôi chứ không có nhiều. Thành tựu chị nào mà lấy thì báo em chứ không có hàng đâu ha. Đó, cái miếng rửa mặt này nè, nó sạch lắm. Còn cái đây là cái chai nước hoa hồng nè, em xài được, xài lâu hết lắm mấy chị ơi, phải nói là lâu hết cực kỳ luôn. Tại vì nó dạng xịt, đây nè, nó dạng xịt nè, nó dạng xịt nè mấy chị, nó dạng vòi xịt nè, nó dạng vòi xịt nè. Cái này nước hoa hồng của Pháp luôn nè. Cái này là nó làm từ hoa hồng tươi nha mấy chị. Hoa hồng tươi, thành thử cái giá nó sẽ mắc hơn cái nước hoa hồng bình thường một tí. Mấy chị xịt không hề bay một cái mùi cồn luôn. Chị nào mà hay dùng nước hoa hồng á, là mấy chị dùng cái này nè, mấy chị sẽ thấy là nó bay cái mùi cồn. Nhưng mà cái chai này mấy chị xịt hoàn toàn không bay mùi cồn, mà xài lâu hết cực kỳ luôn. Trời ơi, chai này em xài 2 tháng rồi đó. Em xài 2 tháng rồi đó, mà coi như một ngày là dùng 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Buổi sáng và buổi tối. Còn tới đây luôn nè. Đó, nó từ đây mà nó xuống còn tới đây luôn mà 2 tháng rồi. Cái chai này em coi thử nhiêu ml, 200 ml. 200 ml. Đó là cái nước hoa hồng nè. Cái nước hoa hồng sở dĩ vì sao mà mình dùng cái này? Mình dùng cái này mấy chị biết sao không? Khi mà mình rửa mặt xong á, nhiều khi là có nhiều chị á rửa mặt xong rồi á, bắt đầu cái da mình á, nó vẫn còn một cái lớp bụi, nó còn một cái lớp bụi nhỏ bên trên, giống như khi mà mình lau cái bàn đi. Thì mình lau cái nước đầu tiên á, mình lau cái nước đầu tiên á, mấy chị vẫn còn thấy những cái dâm nhỏ nhỏ, nhỏ cái bụi li ti á, thì bắt buộc mình phải đi lấy một cái khăn giấy khô hoặc một cái gì đó mình lau lại ngược cái bàn lại nữa thì nó sẽ sạch cái bàn hơn. Thì cái nước hoa hồng nó cũng như vậy ha. Khi mà mình rửa mặt xong bụi bặm nó vẫn còn bám lại chút đỉnh, thì cái nước hoa hồng này là cái bước cuối cùng để làm cho sạch da. Làm cho sạch da. Do đó là nó mới có công dụng là làm se khít lỗ chân lông là vậy á, nghĩa là cái lỗ chân lông mình nó sạch á thì nó mới se khít được ha. Đó là cái nước hoa hồng. Cái nước hoa hồng xong rồi bắt đầu tới cái serum. Cái serum xong rồi nó có một cái loại là emulsion, mà em không có xài cái emulsion. Tại vì xài nhiều bước quá nó chán, thành tự em không có xài cái emulsion. Thường thường trong những cái bộ mỹ phẩm á, đôi lúc nó sẽ có cái emulsion, hoặc là mình có thể mình xài emulsion không cũng được, hoặc là mình xài cái serum cũng được. Nói chung là một trong hai cái đó. Thì khi mà mấy chị lớn tuổi, độ chừng 30 tuổi trở lên, thì mình nên xài một thứ. Mấy chị biết vì sao không? Hôm trước em có đăng một cái bài báo á, em có đăng một cái bài lên á, có nghĩa là giống như một cái bánh bao ha. Cái da mình giống như một cái bánh bao, thì nó có cái nhân, cái phần nhân bên trong. Cái phần nhân bên trong là gì? Cái phần nhân bên trong là giống như cái lớp hạ bì ở da. Nó nằm ở phía dưới da. Nó nằm ở phía dưới da mà khi mà cái kem dưỡng ẩm đó mấy chị, cái kem dưỡng á, tác dụng của nó là dưỡng ẩm. Cái kem dưỡng nè, thì tác dụng của nó là dưỡng ẩm, thành thử là cái chất kem của nó đó mấy chị, cái chất kem của nó giống như là nó không có thẩm thấu, nó không có thẩm thấu được vô tới bên trong cái lớp sâu cùng nhất của mình. Sâu bên trong nhất của mình, thành thử nó chỉ nuôi dưỡng cái bề mặt bên ngoài thôi. Nó nuôi dưỡng cái bề mặt bên ngoài thôi, nó không có nuôi dưỡng được cái lớp bên trong. Thì những chị mà từ 30 tuổi mà trở xuống á, 30 tuổi trở xuống á, thì mình có thể mình xài cái kem dưỡng này là ok. Tại vì lúc đó cái da mình nó rất là khỏe, mình không có cần phải nuôi dưỡng bên trong. Mình không có cần nuôi dưỡng bên trong. Nhưng mà qua 30 tuổi rồi, bắt đầu cái da mình nó yếu rồi, thì bắt buộc mấy chị phải sử dụng
cái chất gì đó để cho nó nuôi dưỡng được tới cái lớp bên trong, là cái serum hoặc là cái emulsion, hoặc là cái emulsion, cái serum hoặc là cái exan rồi là cũng nó đó. Exan là cũng là serum đó mấy chị, hoặc là cái emulsion. Đó là cái này là hiện tại cái serum nè. Em xài 4 chai mà em dục cũng đâu mất 1 chai rồi. Hết rồi nè mấy chị. Nè, cái này là em xài hết rồi nè. Trời, em xài mấy cái này em xài hao lắm. Cái này em xài rất là hao luôn, hết trơn rồi nè. Đây, rồi cái chai này cũng gần hết rồi nè. 4 chai nha. Em xài cái chai đầu tiên em dục cũng đâu mất rồi. 4 chai cái này em xài cũng hết trơn luôn rồi nè. Em cũng xài hết trơn rồi nè, bắt đầu hết cái này rồi, bắt đầu chuyển qua cái cũng là cái serum này luôn. Em thích xài cái serum này lắm bởi vì nó dưỡng da rất là tốt. Nó dưỡng da rất là tốt. Đó, cái này là bộ nhỏ thì tới chừng chuyển qua cái chai lớn đó, nó sẽ đỡ hao hơn. Cái này đem coi. Hôm em mua một cái chai này nó chỉ có 10ml thôi. Tính ra 4 chai là có 40ml rồi, mà giá của nó tới 800 mấy lần. Giá của nó tới 800 mấy lần, nó rất là mắc. Còn hôm trước em đi Hàn Quốc đó, cái bộ serum này thì là coi như là chỉ có 1 triệu 2 mà tới 1 lít luôn. 1 triệu 2 mà tới 1 lít luôn, giá rẻ hơn là nhiều, rất là nhiều ha. Mà cái này xài rất là ok luôn, em xài rất là thích. Xài rất là thích luôn đó. Là nó sẽ nuôi dưỡng cái da bên trong, nó làm cho cái da mình nó đàn hồi rất là tốt ha. Cái da mình nó đàn hồi rất là tốt. Để hôm nào nhà cửa xong xuôi rồi ha, em sẽ lấy cái máy soi da xuống. Em sẽ lấy cái máy soi da xuống, rồi em sẽ like, em sẽ chỉ cho mấy chị cái cách mà mấy chị nhận biết được cái da như thế nào là da khỏe, da như thế nào là da không khỏe, và không khỏe ở điểm nào, vì sao nó không khỏe. Thì em sẽ lấy cái máy soi da xuống, em soi cho mấy chị, em chỉ cho mấy chị cái vấn đề đó. Để làm chi? Để khi mấy chị mà ví dụ như mình có đi vô spa, hoặc là mình có đi đâu đó mà coi như người ta nói, ờ chị ơi chị tới để em soi da coi thử da chị có khỏe hay không đó, thì người ta soi da bao giờ người ta soi da bắt buộc người ta cũng phải kèm theo một cái gì đó, có nghĩa là người ta sẽ nói, ờ chị ơi cái da chị nó bị như thế này, nó bị như thế nọ, rồi chị nên dùng cái bộ mỹ phẩm này, chị nên dùng cái bộ mỹ phẩm kia. Thì mình phải biết được là cái da mình, khi mà mình soi da, tại cái máy nó không có nói láo mấy chị, cái máy không bao giờ nó nói láo, nhưng mà quan trọng là mình có đọc được hay không, mình nhìn mình có biết hay không. Ví dụ như nha, bắt đầu nó soi nó mới nói là cái da mấy chị, nếu như người biết á, thì người ta thấy cái da khỏe bình thường, mà nhưng mà cái tụi soi da, mấy cái bạn mà tư vấn soi da nó bắt đầu ấy, mấy bạn nói là tại vì bán sản phẩm là được hoa hồng mà mấy chị. Bắt đầu mấy bạn nói là ồ chị ơi cái da chị này nè, nó bị khô này nè, chị cần phải là bôi kem dưỡng ẩm cho nó đỡ khô, hoặc là cái da chị vùng này nó bị lão hóa dữ quá mấy chị ơi. Coi như là đúng rồi chị ơi, bữa nay cúp điện buồn quá không biết làm gì hết, lên tám cho vui. Lên tám cho vui, mà mấy chị nghe em tám coi như là cũng ví dụ như không biết cái gì hoặc là cần cái gì cứ nói với em ha, cứ nói với em tư vấn cho này. Bây giờ ngồi tám cho nó vui chứ giờ không biết làm gì hết trơn. Cúp điện tới thui luôn mấy chị, coi như cha con nó đi vào rồi. Hồi nãy may chút nữa mất cái chiếc xe nữa, may chút nữa mất chiếc xe nữa. Đó, bây giờ là khóa cửa hết rồi, cha con đi qua nhà thờ chơi rồi. Giờ mình em ngồi bây giờ tám với mấy chị, bây giờ biết làm gì giờ, đúng không? Xăm hộp bao nhiêu gói? Cái xăm nó nhà là một thùng của nó là 30 gói, còn một cái hộp nhỏ của nó là 10 gói. Một hộp nhỏ của nó là 10 gói, cái hộp cũng đẹp lắm mấy chị. Cái hộp cũng đẹp lắm mà hết sạch rồi. Hết sạch rồi mấy chị ơi, không có còn nữa. Còn đúng con gói à, còn đúng có một gói duy nhất à. Đó, còn đúng một gói duy nhất, hết sạch rồi không còn nữa. Khoảng một tuần nữa hàng mới về đó. Hàng đã bay rồi, hàng đã bay rồi. Hôm bữa trước Trâm có like, Trâm có like là Trâm mua cho em đó. Trâm mua cho em là 3 thùng với lại một cái thùng bánh snack á. Là coi như là đã gửi hàng về rồi, đã bay. Bay cách đây khoảng 2 hôm thì chắc khoảng tuần nữa về. Đó, là coi như cái serum này mấy chị. Ủa đang nói tới đâu quên bà mất ta. À đúng rồi, nói tới cái vụ soi da. Là nhà cửa để xong rồi nha, em mới lấy cái máy soi da xuống rồi em chỉ cho mấy chị. Để cho mấy chị khi mà vô bất kỳ cái trung tâm nào á, người ta nói là mình phải có bản lĩnh, mình nói lại mà nói ôi cái da tôi dày là tôi khỏe mà, không cần đâu em. Hoặc là ở nhà chị đã xài cái bộ dưỡng ẩm, chị thấy xài cái bộ này rất là tốt, chị không cần nữa, chị không có nhu cầu nữa. Chứ tại vì mấy chị biết sao, nhân viên mà tư vấn bán hàng, bán về mỹ phẩm hay là coi như là nó đào tạo rất là kỹ, nó đào tạo kỹ cực kỳ, nói như thế nào để thuyết phục khách hàng, nói như thế nào để cho
đánh vô tâm lý của người ta là người ta sợ, người ta thấy là ở cái da mình nó xấu quá, mình cần phải cải thiện. Từ nó đào tạo rất là kỹ, do đó là mình phải có cái lập luận của mình để mình nói lại, mà mình không có, không phải ở đây là không phải bị mắc lừa, nhưng mà mình không 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 cái kiểu là mình không có mất tiền uổng hay mấy chị. Ví dụ như mình đang ở nhà mình xài, mình đang ở nhà mình xài cái bộ mỹ phẩm của mình bình thường thì mình cứ tiếp tục dùng đi, mắc mớ gì đang còn vậy. Tự nhiên đi ra nghe nó tư vấn mùi tai quá, đi xách một bộ mỹ phẩm về nữa là tốn tiền đó. Trừ trường hợp nào cái bộ mỹ phẩm ở nhà mấy chị dùng mà coi như là hàng nó không có chất lượng, nhưng mà ra người ta nói ờ chị ơi cái hàng này không có chất lượng, mà mấy chị cảm thấy ờ cái hàng này nó không chất lượng thiệt thì ok mấy chị bỏ. Chứ còn mà nếu như một cái bộ mỹ phẩm ở nhà mình chất lượng bình thường, mấy chị cứ tiếp tục xài cho em, xài hết xong rồi bắt đầu mình mới chuyển qua bộ khác. Chứ cái việc gì mà mình bỏ tiền ra mình mua xong rồi là đi nghe người ta nói mùi tai quá bắt đầu mình mua cái khác, uổng tiền mấy chị đó. Thậm chí giờ em bán hàng không vậy, chị nào mà xài ở nhà kem dưỡng da hay cái gì mà ok, mà nếu như cái hàng đó đúng là mấy chị mua hàng chính hãng, hàng chất lượng, hàng ok, cứ tiếp tục xài cho em không có tư vấn cho mấy chị lấy cái hàng khác đâu. Tại vì kem dưỡng da nó không có tác dụng 10 thì nó sẽ có tác dụng 2, 3, 4 đó, chứ không phải là không có cái loại kem dưỡng da nào mà làm ra mà nó không có tác dụng hết trơn á mấy chị ơi. Không tác dụng nhiều thì cũng tác dụng ít ha. Thành thử là nếu như cái bộ mình ở nhà mà mình dùng ok thì cứ tiếp tục dùng cho em, đừng có tội dại gì mà coi như bỏ cái bộ đó xong rồi mình mua cái bộ khác tốn tiền cực kỳ. Đó là cái serum ha. Trời ơi, lấy dở một gói đó. Chị Ngọc Thanh ơi, chị có cái đơn hàng gì không để em gửi kèm cho, chứ còn có một gói mà. Chị có đơn hàng gì nữa không ơi, em gửi kèm cho. Rồi cái serum ha, cái serum là em tư vấn cho mấy chị đó. Chị nào mà từ 30 tuổi trở lên là em nói là phải bắt buộc dùng, chứ ở đây là không nên nữa, phải bắt buộc dùng. Phải bắt buộc dùng cái rồi ok chị Ngọc Thanh nha, phải bắt buộc dùng cái serum, tại vì nó nuôi dưỡng cái bên trong nó quan trọng. Người ta kêu tốt gỗ không tốt nước sơn mà mấy chị, tốt gỗ không tốt nước sơn mà đúng không, thì cái lớp bên trong bắt buộc mình phải dùng. Chứ nhiều chị không có biết, em bảo đảm với mấy chị đang xem live với em, nhiều chị không có biết về cái vấn đề này, nhiều chị không có biết về cái vấn đề này, cứ nghĩ là xài kem dưỡng da là ok rồi, mấy chị không chịu xài serum. Em chắc chắn mấy chị đang xem live với em là bị cái vấn đề này rất là nhiều đó. Nhưng mà tại sao mình phải dùng cái kem nữa, em nói này nè đó. Có nhiều chị nói ờ tôi tốt gỗ không tốt nước sơn, thôi tôi dưỡng cái này xong, không thôi tôi không có dùng tới cái này, chứ tôi dùng thêm cái này nữa nó tốn tiền, thành một bộ nó tốn tiền ha. Đó là vì sao phải dùng cái này nữa. Giống như cái dưỡng bên trong mấy chị bôi bên trong ha, mà nếu như mấy chị không có khóa, giống như là mấy chị mà cái cửa mình đóng lại mà mình không có khóa thì coi như trộm nó vô vẫn được. Là cái này có nghĩa là nó khóa bên ngoài, khi mà mình bôi cái serum bên trong nè nó thẩm thấu vô bên trong rồi thì mình dùng cái kem dưỡng mình bôi bên ngoài thì nó khóa, nó bít lại đi, nó không cho cái là nó không làm cho cái serum này nó đẩy lên, nó không làm cho cái serum này nó đẩy lên bề mặt, nó đẩy lên bề mặt thì nó đâu có còn nuôi dưỡng bên trong nữa đâu, đúng không mấy chị? Do đó là bắt buộc mình phải xài, nếu như trên 30 tuổi thì phải xài serum emulsion hoặc là cái essence, mấy chị xài cái nào cũng được hết, nó cũng có tác dụng như nhau hết. Còn nếu như một bộ mà nó có nhiều món như vậy ha, nếu như mình mua bộ mà mini bộ kit á mà nó có đủ món hết thì càng tốt, mà nếu như nó không có đủ món hết thì mình có thể mình chọn là emulsion rồi serum hoặc là essence cũng được ha, là chọn cái nào cũng được, nhưng mà bắt buộc phải có cái này để cho nó nuôi cái lớp bên trong đó. Còn cái kem nè, cái kem nè, cái kem này, cái kem CN này á, cái kem CN này nè, CN này á, là cái em đang xài là ban đêm, em có xài cả ban ngày và ban đêm, nhưng mà hôm trước cái họp ban ngày của em á, cái họp ban ngày của em hôm đi chơi xong rồi bỏ theo cái họp ban ngày á, rồi để ở phía trước cái xe con á, để phía trước kính của cái xe con, xong rồi đi vô quán ăn, đi vô quán ăn tới chừng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ gì đó chơi, rồi đi ra đó nắng mấy chị nó chiếu trực tiếp vô trong cái xe á, nó làm cho cây son em hả nó tan chảy ra. Cây son của em coi như 300 mấy ngàn, nó tan chảy không còn một cái gì hết, nó chảy ra luôn. Rồi kem á mấy chị coi như nó chảy ra, nó lỏng như 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 là sữa sữa da ua vậy, nó lỏng ơi là lỏng luôn vậy đó. Thành thử là nó bị mất tác dụng rồi, nên em đã quăng cái hộp ban ngày rồi, bây giờ em chỉ xài ban đêm, em chỉ xài cái CN này ban đêm cho nó hết luôn. Cái này em xài mới có nửa hũ à, em xài nửa hũ này xài lâu hết lắm mấy chị ơi, rất là lâu hết luôn nha, rất là lâu hết luôn. Cái này xài chắc cũng phải được 4 tháng, 3 tháng rồi đó, 3 tháng rồi đó, xài mới có nửa hũ à. Là cứ ban đêm em xài cái này, cái serum này, xong rồi bắt đầu cái này là ban đêm. Cái hoa hồng là ban ngày ban đêm gì cũng phải xài hết nha.
ngày đêm gì cũng xài đó. Còn ban đêm em xài cái này, còn ban ngày nè, ban ngày nếu như mà em ở nhà không thì em mới xài, còn nếu như mà em có makeup, nếu như có trang điểm thì em chỉ xài cái này thôi, rồi bắt đầu em mới mới makeup. Chứ ban ngày mà nếu như mà em makeup thì em không có xài cái kem dưỡng, bởi vì khi mà makeup mà xài cái kem dưỡng là mấy chị biết làm sao không? Tại vì cái kem dưỡng nó có tác dụng là hơi dưỡng ẩm, nó bít cái bề mặt nè, do đó là cái dầu của mình nó tiết lên nhiều, nó tiết lên nhiều, nó làm cho cái da mặt mình bóng. Nên buổi sáng á, mà nó là cái kinh nghiệm của em thôi, cái kinh nghiệm khi mà em sử dụng thôi ha. Thì là nếu như chị nào mà cảm thấy mà như em nói, có nghĩa là khi mà buổi sáng mà mình vừa xài cái kem dưỡng ẩm á, rồi mình trang điểm ví dụ như một cái lớp BB cream hoặc là một cái lớp cushion đó lên trên mặt á, mà mình cảm thấy nó bị, hoặc là rồi mình phủ lớp phấn á, mà mình thấy cái mặt mình nó bóng, nó ra dầu nhiều quá, thì đừng có xài cái kem dưỡng nữa, mà mấy chị chỉ xài cái lớp ở phía dưới là cái lớp serum hoặc là cái lotion thôi. Rồi một cái mình xài cái đó để làm chi, để cho nó bảo vệ cái bề mặt da của mình, nó bảo vệ cái bề mặt da của mình, rồi nó không, tại vì khi mà những cái BB cream hoặc là những cái foundation, những cái kem nền đó, những cái phấn phủ đó, bao giờ nó cũng có một cái hàm lượng chì nhất định nha mấy chị. Chị nào mà nói mà coi như mỹ phẩm mà càng mắc tiền mà càng không có chì là coi như bậy ha. Mỹ nói đến mà mỹ phẩm trang điểm thì chắc chắn có chì, không ít thì nhiều, bắt buộc phải có chì. Mà cái hàng mà càng lâu trôi, cái hàng mà đánh càng đẹp, chẳng hạn như cái hàng mát nha, cái hàng mát mà coi như là diễn viên rồi người ta hay dùng á, mà mình make up cô dâu rồi đó, là cái hàng mát đó là cái hàng có hàm lượng chì gọi là cao nhất nhì đó mấy chị, bởi vì nó rất là đẹp. Trang điểm cái lớp nền nó đánh cái nào vô là coi như là nó lên tông cái nó luôn, là cái hàm lượng chì nó rất là cao. Nhưng mà bởi vì sao người ta vẫn hay dùng, là người ta, bởi vì người ta bảo vệ cái lớp da người ta ở phía dưới rất là kỹ ha, rất là kỹ. Thì buổi sáng nếu như chị nào mà xài mà có trang điểm thì không nên xài cái kem dưỡng, mình chỉ xài cái lotion là được rồi. Không có lay đồ, bị cúp điện rồi, không có lay đồ được Tina ơi. Cúp điện sửa nhà đó xong rồi, thợ nó làm bị chập cái nguồn điện, từ hôm qua tới bây giờ sửa vẫn chưa được. Tối ngủ là coi như ông xã ông phải có cái bình điện, xong rồi câu cái quạt vô trong đó ngủ đỡ luôn. Trời ơi, mấy mẹ con ngủ gì mà thấy thảm thương luôn. Bây giờ coi như cha con nó nóng quá đi qua nhà thờ chơi rồi, em phải ngồi đem ngồi tám với mấy chị ở nhà buồn quá không làm gì hết trơn. Đó, cái kem dưỡng này nè, cái kem mà cái gì cá hồi nè em xài nè, trứng cá hồi nè. Đó em xài nè, xài được 1/3 hũ rồi nè. Xài ok lắm, da rất là mướt nha. Da rất là mướt, xài rất là ok luôn. Mà cái này phải nói là rất là mắc tiền ha, xài hơi bị mắc tiền. Nhưng mà rất là ok luôn. Đó là cái có chị nào cần em tư vấn cái gì nữa không nè. Cái này là cái bộ CN, à đúng rồi, cái bộ này em có bán nè, cái bộ này em có bán, em mới nhập về nè. Cái này là em xài cho độ tuổi là 30 tuổi trở xuống, em xài cho độ tuổi 30 tuổi trở xuống. Còn nó có cái độ tuổi mà từ 30 tuổi trở lên nữa nè mấy chị, 30 tuổi trở lên nữa nè, nó có cái bộ này nữa nè. Cái bộ này là từ 30 tuổi trở lên. Là cái bộ này hình như em nhớ là 650.000 á. Nó gồm có kem ngày và kem đêm. Cái này là kem ngày nè mấy chị. Cái này là kem đêm nè. Cái bộ CN này nha. Cái chữ CN là chữ C, chữ Y, chữ E, N. Chữ C, chữ Y, chữ E, chữ N ha. Mấy chị lên trên mạng á. Mẹ gì nhờ em hỏi chị có đặt quần giùm mẹ chưa? À, quần gì Tina ơi? Quần gì vậy Tina? Đặt quần gì không có nghe nói. Cái kem ngày đêm này nè mấy chị, thì là mấy chị lên mạng ha, mấy chị tìm hiểu về nó, chứ để em nói nhiều quá là coi như nói chung là chị nào mà da mình nó bình thường ha, nó không có nhiều khuyết điểm mà mình muốn dưỡng ẩm nè. À quần ở Mỹ hả? Tina ơi, cái quần ở Mỹ á, Trump bên bển nó đi á, xong rồi nó nói xấu quá, không có đẹp, coi như là quần ai thời bây giờ mà coi như mặc cái quần mà cái ống nó suông xuống vậy nè. Hôm bữa quên nói với Tina chứ, xấu quá không có đẹp, thành thử là Trump nó khuyên là thôi đừng có nên lấy Diễm ơi, chứ cái quần đó là coi như chỉ có tụi Tây nó mới mặc thôi, chứ là người Việt mình mặc xấu lắm, do là nó cứ cái ống nó suông xuống vậy nè, ống nó suông mà cái ống nó bự lắm, ống nó bự mà nó lại suông xuống nên xấu lắm Tina ơi, không có đẹp.
ở trong Costco nó bán vậy đó. Còn nếu như mà ra mà shop á, thì giá nó hơi cao. Chứ còn mà trong Costco nó bán á, thì coi như cái quần nó, cái ống nó không có đẹp, chỉ có tay á, nó cao nó to thì nó mặc cái ống quần vậy nó đẹp, chứ còn mà người Việt Việt mình hơi hơi thấp thấp á, không có đẹp được. Cái gì ta, chị Huyền Trân thấy em không, chị hỏi không thấy chị trả lời. À, chị hỏi cái gì chị Huyền Trân ơi, em không có thấy nè, không thấy chị Huyền Trân ơi, chị hỏi em gì em không thấy nè, hình như cái comment chị bị ẩn rồi đó. Chị hỏi gì chị hỏi lại giúp em nè. Đó, cái CN này nha, nếu như cái da chị nào mà gọi là khuyết điểm ít, gọi là khuyết điểm ít, cái bộ mà hôm bữa trước em giới thiệu cho mấy chị là bộ hoàng cung, bộ Misa đó, thì chị nào mà ví dụ như bị nám nè, bị tàn nhang, mà nám nhẹ ha, tàn nhang nhẹ đó, thì là mình xài cái bộ 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 Misa hôm bữa trước, bộ hoàng cung mà 2,2 triệu em giới thiệu cho mấy chị thì ok ha. Còn cái bộ CN này nè, thì da của chị nào mà giống như là da khô nè, hoặc là mình cần, nói chung là cái da nó ít bị khuyết điểm, cái da nó ít bị khuyết điểm mà mình cần dưỡng ẩm và mình cần dưỡng cho cái da mình nó khỏe, không, nó giảm hạn chế cái gọi là cái lão hóa đó. Ví dụ như thay vì mấy chị ha, 50 tuổi là mình bị nếp nhăn, nhưng mà bây giờ mình sử dụng từ cái lúc bây giờ đi thì mình có thể mình kéo dài được tới 55 60 tuổi mình mới bị nếp nhăn ha, mình mới bị nếp nhăn. Cái này nó dưỡng ẩm rất là tốt luôn, nó dưỡng ẩm rất là tốt. Còn cái kem ngày của nó có chỉ số chống nắng SPF là 15, 15 thì cũng xi nhê vậy hết mấy chị, 15 xài kem chống nắng rất là ít. Ít nhất là ban ngày mình phải xài từ 30 cho tới 50 ha. Chứ còn ban ngày mà mình xài 15, 15 thì mấy chị nhân cho 15 phút lên nó bao nhiêu, nó ít lắm. SPF 15 có nghĩa là 15, mấy chị nhân cho 15 phút lên. Một SPF là tương đương với 15 phút, nhưng mà mình phải phải trừ hao ra nữa, mình phải trừ hao cái thời gian ra nữa ha. Thì cái bộ này em nhớ không lầm thì là 650 ngàn một bộ. Đó, một bộ ha, là gồm kem ngày và kem đêm, xài lâu hết lắm mấy chị ơi. Lâu hết cực kỳ luôn, trời ơi đây nè. Đó, xài lâu hết cực kỳ luôn nha. Em xài coi như mấy tháng trời rồi mà mới có nửa hũ à. Đó là cái CN em đang xài này, cái này em xài ban đêm. Còn cái bộ ba cái hộp ban ngày của em nó bị hư rồi. Tại vì để trên xe nó nắng quá, đem nó chiếu vô còn như nó chảy ra thành nước lỏng luôn. Do đó là em không có xài nữa, em bỏ rồi. Em chỉ còn cái hộp đêm thôi. Cái hộp ngày bị hư mất tiêu rồi. Chị nào mà nếu như mà muốn cái da mình bị khô ha, da mình bị khô mà nó ít lão hóa thì coi như là muốn muốn mà muốn mà gọi là chống lão hóa đó mấy chị, thì mình xài cái này rất là ok nha. Mình xài cái này rất là ok mà giá nó hữu nghị nữa. Giá nó chỉ có 650 ngàn bộ về mà xài coi như là bao lâu hết luôn. Đó là CN, mấy chị có thể lên mạng tìm hiểu nha, chữ CN nè. CN nè. Đó là CN nè. Rồi cha con nó về rồi kìa. Còn chị nào mà hay trang điểm á thì em khuyên nên mua cái nước tẩy trang này nè, Bioderma nè. Bioderma nè, tại vì mấy chị biết sao, cái nước tẩy trang mình xài nhiều ở cái da mình nó bị rát, nó sẽ hơi mỏng mỏng cái da một xíu, nó sẽ bị rát. Còn cái thằng Bioderma nè, hồi trước em có xài, em coi thử ta. Em có xài qua cũng nhiều loại tẩy trang lắm, nhiều loại tẩy trang lắm. Có cái thằng tẩy trang cái chữ da này nè, chữ da này là của cái hãng Shiseido nhưng mà hãng rẻ hơn. Đó. Rồi em có xài qua cũng nhiều loại lắm, của Bon nữa. Trời, của Bon thôi bỏ qua đi. Bon là xài nó rát cái mặt kinh hồn luôn ha. Đó. Cái này em xài hết rồi nè mấy chị. Cái chai này là 250 ml nè, mà em xài sạch trơn hết rồi nè. Còn có một chút xíu nè. Còn có một chút xíu nè. Đó, cái chữ Bioderma nè. Bioderma này thì cái này bây giờ nó bán cũng 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 nhiều lắm mấy chị. Bây giờ nó bán cũng nhiều lắm. Không biết siêu thị nó có hay không. Thì mấy chị mua cái này nè, chị nào mà hay trang điểm mà sử dụng tẩy trang, cái hàng này của Pháp nha, hàng này là hàng dược mỹ phẩm nha, hàng dược mỹ phẩm. Chị nào mà coi như mà hay tẩy trang, mình mua cái loại này em khuyên khuyến khích nên mua cái loại này. Đó, em xài hết rồi em mới đặt một chai bự nữa nè. Tại vì em hay trang điểm nhiều đó, thành thử là em mới mua một chai bự nè. Mình không trang điểm, mình sử dụng kem chống nắng thôi mình cũng phải xài nha mấy chị. Tại vì cái kem chống nắng á, bản thân cái kem chống nắng nó rất là lâu trôi. Do đó là nếu như mấy chị rửa sữa rửa mặt bình thường á, nó cũng ít khi nào mà nó ra lắm, ít khi nào mà nó sạch lắm. Do đó nếu như mình sử dụng kem chống nắng mình cũng phải nên xài. Mình cũng phải nên xài nha. Rồi, tư vấn cho mấy chị luôn cái vụ mà bông tẩy trang nè. Trời ơi, hôm bữa trước em xài cái kia em hao mà coi như thay vì một chai này ha. Đợt trước em xài cái bông này nè. Cái bông này nè, bông là không có sơ. Chết rồi chị Huyền Trân ơi, hàng của chị đi mất tiêu rồi. Hàng của chị đi mất tiêu rồi chị Huyền Trân ơi, cái kem body chị đặt bị muộn rồi, hàng của chị đi mất tiêu rồi.
Đây, cái bông tẩy trang nè, mấy chị nên mua cái bông này nha, chị nào hay dùng là nên mua cái bông mà nó không có cái sơ bông bên trong á, thì mình xài nó sẽ tiết kiệm hơn, mình xài nó sẽ tiết kiệm hơn nha. À, cái chai trước á cũng là 250 ml mà em xài chắc cũng phải 6 7 tháng, mà cái chai này xài mới có 3 tháng 4 tháng gì coi như nó còn nhiêu này nè, là bởi vì ham xài cái bông mà nó có sơ bên trong á, nó hút mấy cái này nhiều lắm mấy chị. Còn cái thằng này nè, nó xài xài tiết kiệm cực kỳ luôn, xài tiết kiệm cực kỳ luôn. Do đó là em khuyên mấy chị nên mình dùng nước hoa hồng hoặc là mình dùng nước tẩy trang, mình nên mua cái miếng này nè cho nó tiết kiệm nha. Nó tiết kiệm ba cái đồ này nè. Nói chứ ba cái đồ này mình mua mắc tiền, mà coi như mình xài cái bông kia nó đem nó hút vô hết cái bông luôn rồi. Đó em mới mua chai mới này nè, tại vì chai này hết rồi, chai này gần hết rồi. Mới mua chai mới bự hơn xài cho nó sướng, 500 ml lần. Cái chai này em mua có 250 ml nè. Xài kem chống nắng hàng ngày cũng nên dùng cái này, hoặc là khi nào mà mấy chị da bị ra dầu nhiều quá thì buổi sáng mình ngủ dậy ra dầu nhiều quá, mình cũng nên nên dùng cái này một xíu để mình lau đi cho cái dầu nó đỡ dầu đi ha, thì cái da mình nó sẽ đỡ bị mụn hơn ha, nó đỡ bị mụn hơn. Là cây bio được ba nè, cái thằng này xài rất là ok luôn nha, rất là ok luôn đó. Chứ còn mà mấy chị đừng có mua bôn là nó tẩy nhiều lắm ha, nó tẩy cực kỳ nhiều luôn. Rồi còn cái vấn đề về tóc, à cái vụ đây, cái vụ cái chân đây, hồi nãy xong rồi đi tắm rồi ra đây like cho mấy chị đem xách cái này ra nè. Chị nào mà cái gót chân cái này em có bán, cái này siêu thị bán nhiều lắm, tư vấn cho mấy chị thôi, ngồi coi như ngồi vui vui hôm nay ngồi tám với mấy chị thôi, chứ vừa bán hàng cái nào em bán thì bán, cái nào không bán là tư vấn cho mấy chị cho vui thôi. Cái trà gót chân nè, cái này em không có bán nha, cái trà gót chân này nè mấy chị đi vô siêu thị á, mua thì những mấy ngàn cây à, 20 mấy ngàn cây à. À, rồi để em nói cái vụ này xong em sẽ tư vấn cho chị Thanh Hương nha. Cái này nó chỉ 20 mấy ngàn một cây thôi. Chị nào, nói chung là không có chị nào gì hết trơn, mấy chị nên mua một cây mấy chị để trong phòng tắm đi ha. Mấy chị mua một cây mấy chị để trong phòng tắm, cứ tối mình tắm rửa xong mình dùng cái đầu này nè. Nhớ là cái đầu này cho em nha, cái đầu này nè. Đừng có mua cái loại mà giống như là cái đầu mà bằng đá mà giống như mình mài dao nha. Đừng có mua cái loại đó, nó dởm lắm. Nó không cái đầu này nè, cái đầu bằng thiếc nè, cái đầu bằng thiếc nè mấy chị. Đó, mình mua cái loại này nha. Mấy chị để trong phòng tắm cho em. Xong rồi bữa hôm nào mình tắm mình cũng phải dùng cái này, mình chà cái gót chân hết. Mình dùng cái này mình chà cái gót chân thì cái gót chân của mấy chị không bao giờ bị nứt nha, không bao giờ bị nứt. Đó. Sở dĩ cái gót chân mình bị nứt là cứ ngày này qua tháng nọ cái gót chân nó hay có giống nó giống cái tay của mình này, nó hay có những cái vân này nè. Xong rồi cát đất đầu nó bám vô những cái vân đó. Cát đất nó bám vào những cái vân đó, mấy chị không có vệ sinh kỹ cái phần gót chân đó, cứ ngày này qua tháng nọ vậy, rồi mình không có tẩy tế bào chết nữa, cứ ngày này qua tháng nọ rồi bắt đầu cứ nó hình thành rồi bắt đầu nó bị nứt gót chân. Còn nếu như mấy chị xài cái này nè, ngày nào mình cũng dùng mình chà như đó, vừa tẩy tế bào chết mà coi như vừa vệ sinh kỹ cái vùng gót chân thì không bao giờ bị nứt gót chân nha. Đó, và mình nên mang dép trong nhà ha, nên mang dép trong nhà. Cái này nè trong siêu thị nào cũng có bán hết trơn, mấy chị chịu khó vô mua ở trong siêu thị ở dùng. Đó, ngày xưa là em nứt gót chân kinh hồn lắm, nhưng mà từ ngày dùng cái này là nó đỡ hẳn luôn đó. Nó đỡ hẳn luôn nha, chả cần dùng kem gì, gót sen gót o gì hết, cứ cái này cho em, cứ cái này cho em, nó rẻ lắm, có 2 mấy ngàn thôi à. Nó vô siêu thị mình đi, mình tạt đi siêu thị mình mua đồ ăn, cái mình mua cái này về coi như là rất là ok luôn. Còn bị tàn nhang, bản thân em cái da nè mấy chị thấy không, cũng bị tàn nhang nè, cũng có tàn nhang chứ không phải không. À, tàn nhang em là tàn nhang bẩm sinh, có nghĩa là mà bà ngoại cũng bị, xong rồi mẹ cũng bị, mấy chị em trong nhà ai cũng bị hết trơn á, là bị tàn nhang bẩm sinh. Tàn nhang của em nó không bao giờ bớt mấy chị ơi, coi như là trị cỡ nào nó cũng không có bớt hết á. Ai mà đi nói mà trị laser mà bớt tàn nhang đồ là coi như chỉ cho em với em đi cho. Không có, không bao giờ bớt nha. Mấy chị bắt nó viết cam kết, nếu như mà trị không hết là coi như đền tiền cho tôi, bắt nó viết cam kết xong ký tên ở dưới đó. Đó mấy chị coi như là mấy chị làm như vậy đi, coi thử là nó có dám hay không. Bảo đảm với mấy chị không dám, bởi vì tàn nhang không bao giờ hết. Gọi tên cho biết dễ mua. À em tên Diễm nha mấy chị. Em tên Diễm, nhiều khi mấy chị mới mấy chị không biết á. Chứ còn em là coi như là chị nào mà theo dõi em từ xưa tới giờ đều biết tên em hết. Rồi, chị Thanh Hương ơi, cái tàn nhang nha, nó không bao giờ hết, nó không bao giờ hết, nó chỉ mờ hoặc là nó đậm hơn thôi. Nếu như á mà chị đang bị đậm thì có thể mình sử dụng kem cho nó mờ là ok, hoặc là để cho nó không có bị đậm lên, nó không có bị đậm lên rồi nó lan ra, tàn nhang nó có lan nha mấy chị. Ví dụ như mấy chị dưỡng không kỹ nha, nó đang bị những cái đốm chỗ này đi, mà mấy chị dưỡng không kỹ ha, bắt đầu nó đậm lên cái vùng này rồi nó đậm lên cái vùng này nữa,
đó. Chị nào á nha, em chị nào mà bịt khẩu trang á, em nói cho mấy chị nè, cái bị tình huống này nhiều lắm, bản thân em cũng từng bị rồi. Mấy chị cứ lười trùm cái mũ á, trùm cái mũ xong rồi bắt đầu gài cái khẩu trang nè, mấy chị lười dùng cái đó đúng không? Mấy chị chỉ bịt ngang vậy nè, đó, bịt ngang vậy, vô tình cái vùng này nè, vô tình cái vùng này nó lại tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mà cái vùng này là vùng gò má nữa, vùng gò má nó cao nữa, nên khi ánh nắng mặt trời vô là cái vùng này nó tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều nhất. Sở dĩ vì sao mà vùng này mình bị nám nhiều, với lại mình bị tàn nhang nhiều mà chỉ bị cái vùng này là do vậy đó mấy chị. Tại vì cái vùng này là cái vùng cao nhất trên khuôn mặt của mình, và cái vùng này á, khi mấy chị bịt khẩu trang ngang vậy nè, đó, nó chừa nguyên một cái miếng chỗ này ra ngoài nắng luôn. Đó là coi như lúc nào mình cũng bị nám, bị tàn nhang cái vùng này hết. Thành thử nếu như mà mình muốn mờ nám, mình muốn mờ tàn nhang, thì em nói trước tiên bản thân của mấy chị phải phải tập cái thói quen xài kem chống nắng cho em. Trời ơi, em nói làm cái gì làm, cứ lúc nào cũng phải xài kem chống nắng cho em, là cái bước cơ bản nhất để mình chăm sóc da. Rửa mặt sạch rồi rồi em không nói rồi nha, cái đó là bắt buộc rồi đó. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải xài kem chống nắng để cho cái da mình nó không có bị cái ánh nắng mặt trời nó rất là có hại đó. Thành thử là lúc nào cũng tập cái thói quen sáng ngủ dậy rửa mặt sạch sẽ, xong rồi bôi một cái lớp kem dưỡng hoặc là một cái gọi là cái serum cho em bôi phía dưới, rồi bắt đầu tiếp theo một cái kem chống nắng, mà muốn làm cái gì làm, là lúc nào cũng phải có cái thói quen đó. Là mấy chị tập đi chừng khoảng nửa năm là mấy chị thấy cái da của mấy chị nó khác hẳn luôn, nó sẽ cái tàn nhang nó sẽ không đậm lên mà nó càng ngày càng mờ đi, nám cũng vậy đó. Mấy chị cứ thử làm như em nói đi, chứ không có cái việc gì mà phải sâu xa hết đó. Rồi bắt đầu mấy chị hỗ trợ là mấy chị uống từ bên trong, rồi mấy chị dùng những cái sản phẩm mà nó làm mờ nám, mờ tàn nhang thì nó sẽ đỡ thôi ha, nó sẽ đỡ thôi đó. Mình làm cái gì mình cũng phải kiên trì hết nha mấy chị. Cho nhiều chị ví dụ như mình đang xài, mình đang mua cái bộ này ha, mình xài xong rồi mình thấy ủa trời ơi sao xài lâu, sao tôi xài gì mà coi như nửa năm cả năm trời mà sao thấy cái da nó không cải thiện được tí nào hết trơn. Rồi bắt đầu ấy vẫn còn, nhưng mà nghe ai đó nói ồ trời ơi cái bộ kia tốt nè, coi như cái cô đó cũng xài đẹp quá, bắt đầu nhảy qua bộ kia, trong khi cái bộ này nó vẫn còn, tiếc tiền uổng tiền ha mấy chị. Mình xài cái gì mình cũng cố gắng, mình kiên định với mình ha, mình xài cho hết, cho xong hết đi, rồi bắt đầu hết cái bộ đó rồi mình cảm thấy cái bộ đó. Tại vì kem dưỡng mà nếu như mấy chị mua mà đúng hiệu đúng hãng thì nó không có tác dụng, ít thì nó cũng tác dụng nhiều, chứ không có gọi là không có tác dụng đâu ha. Do đó mình nên nên xài kiên định với nó nha, chứ để mình đổi đi đổi lại uổng tiền ha mấy chị, uổng tiền nha. Đó là cái phần kem dưỡng. Còn chị Thanh Trương Hương Trần ơi, nếu như em nói như vậy mà nếu như chị muốn xài cái gì mà muốn xài cái mỹ phẩm nào, hoặc là chị đang xài cái gì, chị cần em tư vấn cái gì thêm, thì chị có thể gọi điện cho em, hoặc là chị inbox cho em nha, chị gọi điện cho em hoặc chị inbox cho em. Rồi để uống hết cái gói xong rồi, chứ để lát nữa rồi quên, nó bắt đầu để ngày mai nó hư, tại vì mở ra nó hở gió rồi mấy chị. Lát nữa em like xong rồi á, bắt đầu em dán cái miếng dán răng này cho mấy chị xem nha. Cũng lười dán quá, cũng lười quá dán quá, 14 miếng mà em dán chắc cũng được mới có 8 miếng, mà 8-9 miếng gì trong đây à. Cái răng nó trắng lên hẳn luôn mấy chị, răng nó trắng lên hẳn luôn á, trắng được lên 50% luôn rồi. Lát nữa em sẽ để cận cảnh cho chị xem nè, tại vì cái hàm dưới nó chỉ tới đây thôi, nó chỉ dán tới đây thôi. Do đó cái răng bắt đầu từ cái răng bên đây nè, các chị nhìn hai cái răng này, các chị thấy hai cái màu khác nhau luôn á. À, hai cái răng này, các chị nhìn hai cái màu khác nhau luôn á, là coi như một trời một vực luôn á. Tại vì cái miếng dán răng ở phía dưới đó, nó chỉ phía trước này thôi, nó không có sâu vô bên trong. Thành thử là hai cái răng mà kề sát hai bên mình nhìn thấy rõ rệt luôn. À, cái gì ta, tới cái à, tới cái vụ mà cái vụ cái viên uống, cái viên ngậm mà giúp cho mấy chị ngủ sâu mà dễ ngủ nè, giúp cho mấy chị ngủ sâu dễ ngủ nè, thì có nhiều chị hỏi em á là dùng như thế nào, xong rồi là 250 viên nhiều quá chị dùng không có hết. Em nói cho mấy chị nghe nè nha, ở ở bên Mỹ á
thì nó có hai cái siêu thị, không phải là hai cái nhưng mà hai hệ thống siêu thị, gọi là hai hệ thống lớn nhất. Giống như ở Việt Nam mình, giống như hồi xưa mà Metro là bán sỉ, còn Co.opmart là chuyên bán lẻ, hoặc là Bixi là chuyên bán lẻ đó, thì giống như vậy ha. Còn bây giờ là Metro nó bán lại cho của Thái Lan rồi, thành thử là em không nói nha, nói hồi xưa đó. Thì ở Mỹ nó cũng vậy, nó có cái hệ thống siêu thị lớn là Costco. Costco là gọi là siêu thị sỉ, nó giống như Metro của mình hồi xưa đó, nó chuyên bán sỉ. Còn cái siêu thị Walmart là coi như là cái siêu thị lẻ. Cái siêu thị lẻ là giống như Co.opmart mình bây giờ nè, giống như Co.opmart mình đang hiện tại nè. Đó, thành thử là trong cái siêu thị sỉ á, cái gì nó đóng á, nó cũng là cái số lượng nhiều hết. Nó cái số lượng nhiều hết. Ví dụ như một cái hộp này là tới 250 viên, nhưng mà ra Walmart có nghĩa là nó sẽ đặt cái hãng này á, là cho tôi cái hộp lớn cho tôi. Tại vì sỉ mà mấy chị, thành thử là nó bán cái số lượng, cái hàm lượng nó lớn. Còn cái bên ví dụ như bên Walmart á, thì nó đặt của cái hãng này thì cho tôi cái hộp nhỏ cho tôi. Thì cái hộp nhỏ là nó khoảng 60 viên hoặc là 100 viên hoặc là 150 viên. Đó. Nhưng mà cái giá nó cũng xem mấy chị, cái giá nó cũng xem. Ví dụ như em cho ví dụ như cái hộp này là 500 ngàn đi, thì cái thằng Walmart là nó cũng là 450 rồi, 450 rồi. Đó, ý em nói mấy chị hiểu không? Có nghĩa là thay vì mấy chị nói là ờ trời ơi cái hộp này nó nhiều viên quá, làm sao chị dùng hết, làm sao chị dùng hết, thì khi mà cái giá tiền nó trên là chỉ chút đỉnh như vậy thôi, nhưng mà khi mình gửi về Việt Nam, khi mình gửi về Việt Nam thì cái độ nặng nhẹ mấy chị nó không chênh lệch bao nhiêu nha, nó không chênh lệch bao nhiêu, cái độ nặng nhẹ nè nó không chênh lệch bao nhiêu. Rồi cái phí hải quan, rồi cái tiền gọi là cái tiền thực phẩm chức năng, cứ thực phẩm chức năng là nó đánh 3 đô trên một hộp. Bây giờ tôi không biết, cứ 250 viên nó cũng đánh là 3 đô, mà 60 viên nó cũng đánh 3 đô, 50 viên nó cũng đánh 3 đô, tiền thuế hải quan, phí hải quan nó cũng đánh tương tự như vậy. Có nghĩa là nó chỉ đánh trên hộp thực phẩm chức năng này, nó chỉ đánh trên vậy thôi, chứ nó không có tính viên, nó không có tính viên. Do đó là cái phí hải quan, cái phí thực phẩm chức năng tính y như nhau. Thì mắc mớ gì mấy chị không chịu mua cái hộp lớn này nè, mình về mình cứ để đó, tại vì cái đát nó cũng lâu á, mình về mình để đó. Rồi ví dụ như mình thấy hàng xóm, hay là mình thấy anh chị cha mẹ, hay là mình thấy bà con, hay thấy ai đó mà coi như là thấy giống 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 bệnh như mình đó, thì mình share ra cho người ta dùng, tại vì cái giá nó cũng tương tự như nhau hết ha. Cái giá nó cũng tương tự như nhau hết, do đó là em không có lấy loại nhỏ về đó, cái giá nó không chênh lệch bao nhiêu hết, nó mới thì mình không mua loại lớn, nó tiết kiệm hơn mấy chị. Đó giống như hai cái chai này nè, một cái chai này em 250 ml, con chai này 500 ml, nó chênh lệch nhau đâu có gần 100 ngàn à, trong khi nó gấp đôi, trong khi nó gấp đôi cái hàm lượng luôn. Mắc mớ gì em muốn mua chai lớn này, nó tiết kiệm hơn mà tự nhiên mình phải đi mua chai nhỏ, đúng không mấy chị? Đó là em lưu ý với mấy chị vậy ha, em lưu ý với mấy chị vậy. Thì cái viên ngậm ngủ này nè, thì mẹ em gửi cho mẹ em tới hôm nay là khoảng là nửa tháng, khoảng nửa tháng mẹ em chỉ xài mới có 8 viên thôi, mẹ em chỉ xài mới có 8 viên thôi, xong rồi chia cho cô nữa, chia cho cô cũng khó khó ngủ. Cái này ở nha mấy chị, nó ghi là nó là ghi là 100%, không phải là cái gì ta, cái thuốc ăn thần, không phải là thuốc ăn thần. Do đó là ở phía sau nó ghi nè, do đó là nó không có tạo cái thói quen, nó không có tạo cái thói quen, có nghĩa là mình không dùng nó nữa, mình không ngủ được nữa. Bằng chứng là mẹ em, mẹ ruột ha, là coi như là bị rối loạn tiền đình, coi như là mất ngủ từ xưa tới bây giờ luôn, mà hay uống thuốc ngủ đó. Rồi sau này là bắt đầu đỡ 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 đỡ, nhưng mà cứ ngủ cái kiểu ngủ không sâu mấy chị, ngủ không sâu, nằm xuống chợp mắt cỡ chừng khoảng 2 3 tiếng đồng hồ vậy là bắt đầu thức giấc dậy, dậy rồi rất là khó ngủ lại. Nhưng mà khi em gửi cái này về nè, em gửi cái này về thì mẹ chỉ dùng chưa tới 10 viên, chưa tới 10 viên là bắt đầu bây giờ là không cần dùng tới nó nữa, là ngủ vô tư luôn, không cần dùng tới nó nữa là ngủ say luôn, ngủ 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 như bình thường luôn ha, ngủ rất là khỏe luôn, không có cần phải phải dùng nữa. Thì ví dụ lâu lâu khoảng 1 tuần nhé là bắt đầu mới ngậm lại một viên, mới ngậm lại một viên. Nên là chia cho cô em, thì cô em cũng tương tự như vậy luôn. Thành thử là coi như là em thấy rất là ok nha, em thấy rất là ok, cái này nó không có hại gì hết. Hàng của Mỹ thì mấy chị yên tâm nha. Cái slip này nè, đó là cái viên ngậm ngủ sâu nè, hình như em nhớ là 520, à đúng rồi đây nè, giá dán giá này nè, 520 ngàn nè. Đó, cái này thì là em không có kiểm 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 em không có dùng được, tại vì em không có mất ngủ, em có mất ngủ, thành thử là cái này là mẹ em dùng, là mẹ em nói như vậy ha, là chính xác luôn nha mấy chị, em không bao giờ nói dối mấy chị hết nha, em không bao giờ mà nói dối mấy chị đâu, có cái gì là em nói cái đó ha, có cái gì là em nói cái đó.
Rồi còn cái sẵn đang đánh răng đây, đi vô lấy cái vô phòng tắm lấy cái kem đánh răng ra cho mấy chị. Đây cái kem đánh răng đây. Ông chồng em ông dùng là chuyên gia ông vứt nắp. Chuyên gia ông vứt cái nắp cho này nè. Mấy chị nhớ là để cái nắp lại nha, tại vì cái kem đánh răng này nó hơi bị loãng. Nó hơi loãng do đó là mấy chị mà để mất cái nắp là mình để chút vậy là nó chảy ra ha, nó chảy ra. Đó, thì coi như là cái kem đánh răng này á, cái tiếp em không có mang lên. À, giá là 150 nha, mấy hồi là 160 nha mấy chị, đợt này em mua nó giảm khoảng 1 đô mấy á, khoảng 1 đô mấy ha. Là còn giá 160 nha, 1 đô mấy trên một pack của nó, một pack của nó là một lốc đó ha. Đó nó giảm 1 đô mấy trên một lốc chứ không phải 1 đô mấy trên một cái này nha. Đó, thành thử là giá đợt này em bán cho mấy chị là 150.000 cái kem đánh răng 3D White Crest nè. Đánh rất là trắng răng nha mấy chị mà sạch nha, sạch. Nó có một cái tip làm sạch sâu nữa, làm sạch sâu nữa, cái tip đó em đánh hết rồi. Em đánh hết rồi coi như là để lát nữa xong rồi xuống ở phía dưới lấy một tip khác lên. Cái tiếp làm sạch sâu nữa là mấy chị nếu như mấy chị mà muốn kỹ cứ buổi sáng mình đánh cái này cho em xong buổi tối mình đánh cái sạch sâu, buổi sáng đánh cái này buổi tối sạch sâu xong mình dùng nước súc miệng nữa và kèm theo cái này nè, đó là rất là ok luôn nha, kèm theo cái này nữa là coi như là rất là tốt. Nhớ là mình phải giữ kỹ răng nha mấy chị, chứ coi như là răng mà mình giữ không có kỹ là coi như về lớn tuổi ăn uống đồ rất là khó, ăn uống đồ rất là khó ha. Còn cái kem dưỡng toàn thân để em đưa cho mấy chị xem, trời cái bàn em nó đồ quá trời quá đất luôn. Cái kem dưỡng toàn thân để em đưa cho mấy chị nè, hồi nãy chị nào mà hỏi em cái kem dưỡng toàn thân nè. Đây cái kem dưỡng toàn thân thì em hơi bị lười dùng, em hơi bị lười dùng do đó là cái hộp nó cũng vơi nhiều rồi, cái hộp nó cũng vơi nhiều rồi, cái hộp này em xài chắc cũng được 1,5 năm 2 năm gì rồi đó. Đây cũng không nhớ chính xác thời gian nữa, cái hộp nó còn có nửa mấy chị, nó còn có một nửa thôi. Thì bây giờ sẵn đang cái cổ nè, đang cái cổ này em bôi lên cho mấy chị xem nha, em bôi lên cho mấy chị xem. Trời bôi lên là phải nói trắng cực kỳ luôn, mấy chị chịu khó là lúc mà mình đi tiệc á, lúc mà mình đi tiệc á lười lười như em ha, lười lười như em á thì coi như là lúc nào mấy chị đi tiệc á thì mấy chị chịu khó bôi lên. Lúc mà mình chưa tắm rửa sạch sẽ rồi là mình lúc mà mình tắm rửa sạch sẽ xong rồi mấy chị bôi lên ha, rồi bắt đầu ấy mình mới mặc đồ rồi mình đi đâu mình đi. Còn nếu như chị nào mà siêng thì chịu khó mình bôi sáng một lần tối một lần thì cái da mình nó rất là trắng nha mấy chị, da mình rất là trắng, nó giống như cái lớp phấn phủ vậy đó. Này chết rồi, cái anh đèn nó bị chói làm sao mà để cho mấy chị thấy ta, anh đèn nó bị chói không có thấy được, không thấy được cái độ trắng của nó. Đây nè, mấy chị thấy bôi kem không? Rồi em bôi lên em tán đều ra nè, không hề bết dính nha, rất là khô. Rất là khô luôn. Hiện tại là em chỉ còn dưa leo thôi nha, trái cây nho cam là em hết rồi. Đó mấy chị thấy cái mặt em bôi và cái mặt em không bôi không? Cái bên em bôi và cái bên em không bôi không? Nó trắng lên hẳn một tông luôn mà rất là mịn nha. Nó trắng lên hẳn một tông mà rất là mịn, nó khô chứ nó không hề bết dính ha. Đó là cái kem dưỡng này nè, cái này là một hộp của nó là 400 gram, một hộp của nó là 400 gram nha, xài lâu hết cực kỳ. Nếu như chị nào á mà coi như muốn trắng á, mình xài thường xuyên cho em, sáng một lần tối một lần sáng một lần tối một lần. Còn nếu như chị nào mà làm biếng như em á, cứ mua sẵn một hũ, tại vì cái đát nó rất là lâu, cái đát nó tới 5 năm lận, thành thử là mình cứ mua một hũ mình để ở trong nhà ha, khi nào mình đi tiệc hoặc là mình đi chơi nên cái cổ em bôi thiệt trắng lên mấy chị không. Mình đi tiệc hoặc là mình đi chơi á, thì bắt đầu mình lấy ra mình bôi ha, chứ mình không có cần phải có nghĩa là nếu chị nào mà siêng thì dùng hàng ngày, còn mà lười thì coi như dùng như em để dành coi như là lúc nào mình đi chơi rồi vậy mình bôi đó. Còn cái này là cái chai sữa tắm, hình như em còn ở dưới em còn chai hai chai gì đó, cái sữa tắm này mới lôi trong phòng tắm ra nè, thơm lắm mấy chị. Đây em xài nè, xài thơm thơm rất là ok luôn, bây giờ xài hết rồi không biết làm sao luôn á, xài hết rồi không biết ở đâu mà mua luôn á. Có để sẵn một chai để khi mà xài hết rồi dùng. Còn cái này là hàng của Pháp nha mấy chị, cái này là em nghĩ mấy chị nào mà có con gái nè, có con gái là em nghĩ cái này là ok này nha, em nghĩ cái này là nên mua, tại vì Việt Nam mình không có, Việt Nam mình không có cái dòng hàng này. Cái này là dung dịch vệ sinh dành cho bé, dung dịch vệ sinh dành cho bé nha.
Cái này là em cũng xài chung luôn với mấy bé luôn. Em cũng xài chung luôn với mấy bé. Bởi vì sao? Tại vì không có, mình hết bị viêm nhiễm rồi, mình không có bị viêm nhiễm nữa, là em không có dùng cái chai bình thường của mình. Tại vì cái chai bình thường của mình xài nhiều nó sẽ bị khô, nó sẽ bị khô âm đạo. Do đó em xài chung với mấy bé luôn. Cái độ pH của nó rất là dịu, cái độ pH dành cho bé nó rất là dịu. Do đó là mình xài cho nó sạch sẽ thôi, chứ mình không có cần dùng tới viêm nhiễm nữa. Cái chai này Việt Nam mình không có nha. Việt Nam mình không có bán cái loại dành cho bé. Em đi hỏi khắp hết rồi. Tại vì em có hai bé. Cái bé ốm thì nó không sao, cái bé ốm nó không sao. Nhưng mà cái bé bé mà mập á mấy chị, một đứa em là hai đứa, một đứa mập một đứa ốm. Cái đứa mập á là mấy chị biết sao không? Đi cái chân của nó khi mà mập quá là bắt đầu nó cà mấy chị, nó cà thành thử là khi nó đi toilet, nó đi tiểu rồi xong rồi là bắt đầu cả ngày học trên trường, học bán trú xong rồi bắt đầu về mấy chị là nó bị đỏ, nó bị hâm cái vùng đó đó, nó lấy. Thành thử là từ lúc mà em mua cái chai này em sử dụng cho nó, cứ tối mấy chị cứ tối là rửa sạch sẽ hết cho bé là rất là ok luôn. Đây cái chai này, cái chai này là dung dịch vệ sinh cho bé. Việt Nam mình không có có, em tìm không có hàng nha, em tìm không có hàng. Chai này là hàng Pháp, hình như hồi đó em mua là cũng là như cũng hơi mắc đó mấy chị, cũng 600 mấy á, 600 mấy mà xài rất là lâu hết. Cái này là cái 500 mg, là 500 ml nha, 500 ml. Giá em nhớ là như 600 mấy, em không có nhớ rõ, em không có nhớ rõ cái giá. 600 mấy đó là cái chai cho bé nè. Chị nào mà có nhu cầu thì nói với em, để em nói bé Hà bên kia nó kiểm tra lại giá nha, nó kiểm tra lại giá, tại vì em nhờ Hà mua lâu rồi. Đó là cái chai này, 500 ml, xài lâu lắm mấy chị. Mình có thể mình dùng luôn với bé ha, nếu như chị nào mà không bị viêm nhiễm á là mình có thể mình xài chung với bé là ok luôn. Rồi còn cái gì, có chị nào mà hỏi em cái gì nữa không nè, có chị nào cần hỏi em cái gì nữa không thì em giải đáp thắc mắc cho mấy chị nè. Còn cái siro ho, cái siro ho này mấy chị, cái siro ho này á, là mình dùng được cho cả nhà luôn nha, mình dùng được cho cả nhà luôn. Nếu như mà ở nhà mình á mà coi như là mấy chị có bé nè, hoặc là mấy chị á mà mình hay bị viêm họng á, thời tiết thay đổi rồi mình hay bị viêm họng á, thì mấy chị cứ thủ sẵn một cái chai này ha, mình cứ mua sẵn một cái chai này, mình để ha. Nếu như mình chưa khui á thì mấy chị có thể để bên ngoài được, còn nếu như mà mấy chị đã khui ra rồi á, mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á thì mình xài được tới 6 tháng nha. Nếu như mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình xài được 6 tháng. Cái này á là coi như là nếu như mà người lớn nè, mình hơi bị viêm họng một xíu là mình uống là coi như nó bớt liền mấy chị. Hơi bị viêm họng một xíu là uống là bớt liền nha. Cái hãng này nó rất là nổi tiếng. Cái hãng này nó rất là nổi tiếng nha. Cái hàng này là của Pháp luôn nha mấy chị. Hàng này của Pháp luôn ha. Đó, cái giá thì em có đăng trên Face á. Tại vì hiện tại em không có nhớ cái giá. Hiện tại em không có nhớ cái giá. Còn cái đây sẵn trên bàn em nó có cái nước hoa luôn. Trên bàn em nó có nước hoa luôn. Em sẽ tư vấn cho chị mấy chị cái nước hoa nha. Cái nước hoa này là cái nước hoa Suddenly, hàng này là hàng của Đức nha mấy chị, hàng này là hàng của Đức nha. Product in Germany nè, đó là cái hàng này là hàng của Đức nè. Cái chai này là chai em dùng hết rồi, chai em dùng hết rồi, còn cái chai này là em khui được khoảng một tuần nè. Đó, cái chai này em khui được khoảng một tuần thì dùng nó hơi vơi một chút rồi nha. Đây em xài hết một cái chai nè, mà coi như mấy chị thấy nè, cái chữ nè, cạo nó cũng không có ra nè, đó cái chữ nè, làm sao nó cũng không có ra nè, đó là cái hàng thật đó mấy chị. Chứ còn mà mấy cái hàng mà nó in á, hàng mà hàng nhái á, có nhiều chị lên hỏi em, ủa chứ sao cái chai này á ở trên mạng á nó bán có 100 mấy 200 mấy à. Dạ xin thưa mấy chị là cái chai đó ở ngoài Kim Biên á nó bán chỉ có 45.000 một chai vậy thôi nha. Kim Biên á nó bán chỉ có 40 mấy ngàn thôi đó, là coi như lên mà bán 200 mấy là bán mắc rồi á, chứ không phải bán rẻ đâu. Còn cái này á là bên em bán 450 nha, hàng có bill đồ đầy đủ nha mấy chị. Mặc dù là hàng của Đức nhưng mà em nhập hàng từ Pháp nha, em nhập hàng từ Pháp nha mấy chị, chứ không phải là nhập hàng từ Đức nha. Đó em nói lưu ý cho mấy chị ha, là cái mùi của cái chai Suddenly nè là nó giống với cái mùi của nước hoa Chanel Coco, nó giống như cái mùi Chanel Coco á, nó giống tới 90% lận ha,
nó giống tới 90% lận, nhưng mà cái độ lưu hương của nó không bằng cái Chanel Coco. Ví dụ Chanel Coco thì nó lưu hương từ 10 đến 12 tiếng, thì cái này nó lưu hương khoảng 4 đến 5 tiếng thôi, chứ không có lưu hương nhiều nha, không có lưu hương nhiều. Đó, giá 450.000. Thì hiện tại cái dòng này á, em có cái này là mấy chị xài thích hợp cho mấy chị xài ban ngày đồ được hết ha, ban ngày ban đêm đồ gì là ok hết, bởi vì cái mùi nó dịu, cái mùi nó dịu ha. Còn cái chai cũng là Suddenly, nhưng mà nó cái mùi nó hơi nó đậm mùi hơn. Thì cái chai này á, mấy chị sử dụng được phù hợp cho là mùa mưa nè, mùa lạnh nè, hoặc là những chị mà hay ngồi văn phòng nhiều á, cái mùi nó đậm mùi hơn ha. Thành thử là mình dùng được cho lúc thời tiết lạnh, chứ nếu như mà trời nắng gắt quá mình dùng cái mùi này á, thì nó hơi bị khó chịu, nó hơi bị ngọt nha. Hai cái chai này nè là cái mùi nó hơi đậm. Còn cái chai này nè thì cái mùi nó giống y chang như cái chai nước hoa địa ơi mấy chị, cái chai nước hoa địa ơi mà cái cổ nó hơi cao cao. Cái cổ nó hơi cao cao mà nó hơi nó quấn quấn mấy cái dòng mà trắng 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 màu vàng 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 ngay ở cái phía cổ chai đó, cái chai địa ơi mấy chị, cái chai đó đó. Cái giá của ba chai này là 450.000, toàn bộ là hàng của Đức hết nha mấy chị. Hàng của Đức nhưng mà em nhập từ Pháp nha, Đó. Còn cái gì nữa ta? Cái kẹo này thì em nói với mấy chị nhiều rồi ha. Cái này là toàn bộ là em để trên bàn hết nè mấy chị. Khi nào á, tại vì biết sao em để trên bàn là mình nhớ. Tới lúc đó mình ngồi mà mình làm cái gì đó là bắt đầu mình nhớ, mình mở ra là bắt đầu mình bỏ vô miệng mình nhai luôn, là coi như lúc nào mình cũng nhớ hết, mình cũng nhớ sử dụng hết đó. Thành thử mấy chị nhớ là để những cái thực phẩm chức năng này nè, chị nào mà đã mua rồi là mình nhớ để ở những cái chỗ nào mà mình dễ nhìn thấy nhất nha, mình dễ nhìn thấy nhất để cho mình sử dụng ha. Chứ mấy chị cứ giấu có cất ở đâu đó là nhiều lúc quên ha, là coi như cái hiệu quả của nó đạt không có cao hơn nha. Đây, em có về một cái bộ Lancôme này nè mấy chị, em chưa có biết giá, mới về thôi, chưa có biết giá. Thành thử là nếu như chị nào mà thích đó, thì cứ inbox cho em để em sáng mai em coi lại giá thử nha, để em khui bên trong cho mấy chị xem ha. Cái bộ Lancôme nha, chị nào mà muốn muốn thử cái mùi á, thì mấy chị có thể qua shop em, tại vì em cũng đang, sử dụng cái loại này nha. Do đó là em có mẫu thử cho mấy chị. Đây, trong cái hộp của nó này mấy chị, nó có một cái chai Lancôme. Một cái chai Lancôme này, để mình coi thử nó bao nhiêu ml nè. Nha mấy chị, cái chai này là 50 ml. Đây, nó có một cái chai Lancôme là 50 ml nè, nước hoa nha. Còn cái này á là sữa tắm mấy chị, cái chai bên này là sữa tắm nè, còn cái chai bên này là body lotion nè, đó là cái chai dưỡng thể nè, cái này là sữa tắm, còn cái này á là nước hoa. Hiện tại là em không có nhớ, em mới về thành thử em chưa có nắm được giá. Có gì chị nào mà thích cái bộ này thì inbox cho em nha. Kẹo đó là gì vậy Diễm? À rồi, đợi em xíu. Đó, cái chai em đang dùng nè mấy chị. Cái chai em đang dùng là 100 ml lận. 100 ml nè, cái chai lớn em đang dùng nè. Chị nào mà muốn sử dụng cái chai, muốn biết cái mùi của cái chai này, mấy chị có thể qua shop em thì mấy chị lấy cái chai em đang sử dụng nè để cho mấy chị thử mùi ha. Đó là cái bộ này mấy chị. Cái chai em đang dùng là 100 ml, còn cái chai này là chỉ có 50 ml thôi ha. Cái hộp nó rất là đẹp. Cái nắp hộp nè. Nó độ khoảng 2 triệu mấy đó, 2 triệu mấy đó. Để mai em coi giá lại thử nha. Tại vì bây giờ là cúp điện coi như là không có coi ngó được cái gì hết trơn á. Đó. Cái bộ nó rất là đẹp nha. Các chị nào mà muốn mua làm quà tặng thì coi như là ok luôn ha. Đó, cái bộ nó như thế này mấy chị, vô hộp là như thế này ha. Rồi,
cái ủa cái kẹo này em like nhiều lần rồi mà. Cái kẹo này là kẹo hair skin nail nè, hair skin nail nè. Đó cái kẹo mà nó làm cho tóc móng tay da khỏe nha mấy chị, tóc móng tay da khỏe, một ngày 2 viên. Cái này là ngày nay em ăn rồi, thành thử là không có ăn nữa. Đó, coi như cũng gần hết hũ rồi, chắc xài chừng cái này chắc dùng cỡ chừng nửa tháng nữa là hết rồi. Nửa tháng nữa là hết thôi. Đó, xài là coi như em thấy cái này nè mấy chị, hiệu quả cực kỳ luôn nha. Tóc em lúc trước mà khi mà gội đầu xong ha, khi mà gội đầu xong bắt đầu nắm cái tay nè, vuốt một phát là coi như là tóc rụng quá trời quá đất luôn mấy chị, rụng rất là nhiều nha. Rụng rất là nhiều. Bản thân tóc mà nó khỏe thì em chưa thấy nó khỏe. Em chưa thấy nó khỏe là về bởi vì sao? Em hay uống. Tóc em uống ví dụ mấy chị, cái đuôi nè nó bị sơ nè, mấy chị thấy cái đuôi nó bị khô chưa? Nó cái đuôi nó bị khô nè, thì em chưa thấy nó hay là do là nó bị khô sẵn rồi nên mình không có dưỡng cho nó hết khô được, chắc có lẽ là vậy. Là cái phần khỏe thì em chưa thấy, cái phần mà nó bóng tóc lên em chưa thấy nó bóng, nhưng mà về cái độ rụng tóc đó, vô cái này em ăn cái này là coi như em thấy là cái tóc nó rụng là coi như 80, giảm 80% lận nha mấy chị, chứ không phải mà giảm 20-30% nữa đâu, giảm 80% luôn nha, coi như là hết 2 phần 3 hũ rồi nè. Hết 2 phần 3 hũ rồi là giảm 80% luôn. Đó là nó không có còn rụng nữa. Ngày trước mà em tắm, em gội xong, em gội đầu xong rồi là bắt đầu nó rụng quá trời quá đất luôn mấy chị, vuốt một phát là giống như một nắm tay như thế này nè. Trời ơi tới mức mà sợ luôn, phải phải đi nói với ông chồng em là chết rồi anh ơi, sao tóc em nó rụng dữ vậy, có khi nào mà coi như cỡ chừng 50 tuổi là hói đầu luôn không á. Là đến mức như vậy luôn đó mấy chị. Mà dùng cái này á, bây giờ gội đầu xong á, nó rụng chắc cũng 4-5 sợi là cùng chứ không có nhiều nữa. Rất là hay luôn, hiệu quả nè. Coi như tóc mà bóng á, thì chưa thấy nó bóng, chưa thấy nó bóng, tại hay là do em nhuộm rồi em uống nhiều quá, coi như là không thấy nó bóng. Bóng thì chưa thấy nhưng mà nó không rụng là thấy là hiệu quả cực kỳ luôn. Là cái này nè. Cái này hả, nói bao nhiêu một hũ em cũng, à đây đây đây, có đây. Giá của nó là 590.000 một hộp này. Cái này là dạng viên kẹo, cái này dạng kẹo nha. Để em mở viên ra cho mấy chị xem. Cái này khi mà mấy chị mở nắp á, mấy chị nhớ là ấn xuống, rồi ấn xuống giống như mở cái nắp hộp dầu gió, mấy chị ấn xuống mấy chị xoay mấy chị mới mở ra được nha. Nó giống như viên kẹo vậy nè, một ngày mình sử dụng 2 viên. À, mình nhai như kẹo kẹo dẻo vậy đó, nó cực kỳ dâu, rất là dễ ăn luôn. Rất là dễ ăn luôn ha. Thì một hộp của nó là 230 viên. 230 viên. Đó là cái hộp này nè. Đó, nó nói là khỏe tóc, khỏe móng tay, đẹp da. Thì móng tay em nó khỏe từ hồi giờ rồi, thành thử là cái này cũng 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 đối với em thì em chưa thấy, tại vì móng tay em nó khỏe từ xưa tới giờ rồi không nói, mà riêng cái tóc là hồi giờ tóc em rụng cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà em thấy cái độ mà rụng tóc nó giảm là rất là hay, là phải sử dụng xong rồi phải là phải 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 nói tới cái đó đó. Thì em dùng cái này tại vì em không có thích cái này, nó tiện để chỗ này khi nào mình nhai cũng được hết. Còn nó có một cái loại này nữa thì cái loại này nó rẻ hơn. Cái loại này nó rẻ hơn. Cái loại này thì giá của nó 520 ngàn. 520 ngàn nhưng mà nó tới 250 viên. Nó tới 250 viên lận. Một ngày mấy chị ngậm có một viên à, thì tính ra là mấy chị dùng là được 250 ngày ha, 250 ngày. Còn cái này á, là coi như 230 viên à, một ngày mấy chị sử dụng 2 viên thì tính ra mình chia đôi ra là coi như là chia đôi ra là coi như mình sử dụng có 115 ngày à, 115 ngày à. Còn cái này là sử dụng tới gấp đôi luôn, 250 ngày. Đó, mà cái giá của thằng này 509, cái này 502 thì cái thằng này là thấy là nó rẻ hơn. Thấy rẻ hơn nè. Còn hàm lượng thì như nhau nha mấy chị, hàm lượng thì cũng tương đương như vậy thôi. Thì cái này hàm lượng của nó là 2.500 mg một viên, thì một ngày mình ngậm 2 viên là tương đương với 5.000 mg, thì cái này là một viên của nó 5.000 mg, thì cái hàm lượng như nhau rồi, mình không nói về cái vụ đó rồi ha, mình không nói về cái vụ đó, thì hàm lượng nó như nhau đó, nhưng mà cái này nó rẻ hơn. Để em nhai hết xong, em ăn hết xong cái này rồi bắt đầu em sẽ chuyển qua cái này, em sẽ chuyển qua cái này để em sử dụng, em coi thử ứng dụng trên người mình sẽ nó như thế nào ha, nó như thế nào đó. Nhưng mà em nghĩ là ok, tại vì hàng này hàng Mỹ mà, hãng của cái hãng Natron này, cái hãng này cũng rất là nổi tiếng ở Mỹ ha, rất là nổi tiếng luôn đó về cái dòng thực phẩm chức năng, thành thử mấy chị yên tâm, mấy chị cứ mua cái này sử dụng ok chứ không có gì hết ha. Đó, còn cái này thì nó ngon hơn, cái này nó dạng kẹo nó ngon hơn, còn cái này là viên ngậm, nó là viên ngậm, mấy chị bỏ trong miệng nó sẽ tan từ từ. Có vitamin C nha mấy chị ơi,
Cái lọ này là 520 ngàn, 250 viên. Còn cái hũ này là 590 ngàn mà là 100, 230 viên ha. 230 viên một ngày mình xài 2 viên, còn cái này một ngày mình dùng một viên thôi. Vitamin C em có nhưng mà hiện tại ở đây em không có có. Vitamin C em có nhưng mà ở nhà dưới chứ trên bàn em không có, trên bàn em không có, không có vitamin C. Trên bàn em hiện tại là không có vitamin C. Không biết cái giá vitamin C bao nhiêu ta, em không có nhớ giá lắm, em không có nhớ giá lắm. Có gì chị inbox cho em đi thì em sẽ tư vấn cho chị nha. Rồi bây giờ ở trên bàn em có cái gì thì em giới thiệu cho mấy chị ha. Đây, cái kẹo của mấy con bé nè. Đó, mấy con bé em nó khói ăn cái này ghê hồn lắm luôn á. Mấy chị có thấy con của mấy chị mà ví dụ như mình uống siro ha, mình mua siro mà giống như là siro mà bồi bổ cho bé nó ăn nhiều nè, nó khỏe nè. Đó, cung cấp đầy đủ vitamin nè, mà mấy chị thấy có khi nào mà nó về mà nó nói mẹ mẹ cho con uống thuốc không? Em nghĩ chắc 10 đứa là coi như 10 bé là coi như chỉ có 8, chỉ có 2 bé là coi như là như vậy thôi, còn 8 bé còn lại là coi như khó uống thuốc ha. Đó, mấy chị mua kẹo đi, mua kẹo đi ha. Đầy đủ hết tất cả các loại vitamin luôn. Đầy đủ hết tất cả các loại vitamin, tại vì cái này là multi nè, multi là đa là nhiều á, nhiều vitamin nè, là một cái viên này nè. Một ngày á là mình cho bé sử dụng 2 viên. Một ngày mình cho bé sử dụng 2 viên. Cái này, cái hộp này hết rồi mấy chị, còn chắc độ khoảng 15-20 viên gì chứ không nhiều. Đó, khoảng 2-3 ngày nữa là hết. Tại vì cái hộp này á, là em dùng, ông xã dùng, rồi hai đứa nhỏ dùng nữa. Nhưng mà em với ông xã thì lâu lâu ấy, mới bốc 1-2-3 viên ăn thôi, ăn không có thường xuyên. Còn mấy bé là coi như ngày nào là cũng đúng cái đi học về một cái là mẹ mẹ cho con ăn kẹo là tới cầm cái hũ đưa em mở ra, mỗi đứa phát mỗi đứa 2 viên tự giác luôn mấy chị, không có ngày nào mà coi như bỏ sót hết á. Đây là cái viên, nó là giống như kẹo chip chip như vậy nè. Vitamin C không phải là uống, vitamin C là giống như kẹo luôn chị. Vitamin C bên em là giống như kẹo luôn. Nói chung là em hạn chế những cái dạng giống như làm cái viên thuốc, em rất là hạn chế cái đó. Em chỉ là ví dụ như cái loại vitamin C mà nó có kẹo và nó có dạng viên thuốc thì em sẽ khuyến khích dùng viên kẹo hơn là dùng thuốc. Bởi vì dùng viên kẹo cái tâm lý của mình là nó dễ ăn, mình không có nghĩ nó là thuốc, thành thử là mình đặt đâu là mình bỏ vô miệng mình nhai đó, nó dễ ăn lắm. Thành thử em thích cái sử dụng cái dạng kẹo hơn là dạng thuốc nha. Đây cái viên này nè, một ngày mấy chị cho bé sử dụng 2 viên. Chị nào mà ở nhà mà có bé, em nói mấy chị cứ mua cái này cho em, đừng có mua siro rồi gì hết trơn á, nó lười uống lắm. Mà mình, bản thân mình cũng lười nữa, bản thân mình nhiều lúc nhớ nhiều lúc không nữa. Cái nắp hộp này nè nó rất là khó mở, nó khó mở lắm, nó không có dễ mở đâu. Cái này mà nếu như mấy chị cho bé ăn á, ví dụ như quá một viên á thì không sao, nhưng mà nếu như mình cho ăn nhiều quá á, thì nó sẽ bị tiêu chảy nha. Tại vì cái này á, nó đa vitamin, giống như là mình ăn nhiều quá là coi như nó dư chất á mấy chị, thì nó sẽ gây tiêu chảy cho mấy bé. Thành thử khuyến khích là không cho bé ăn nhiều, không cho bé ăn nhiều ha. Cái này nó rất là, cái hộp nó rất là khó mở, mỹ nó rất là hay. Đó, nó đánh vô tâm lý rất là hay mấy chị. Biết là cái này là dành cho bé khó mở, thành thử là nó làm cái nắp hộp nè phải ấn mạnh xuống rồi bắt đầu mấy chị xoay mới mở được, chứ còn bình thường mà gài lại rồi đố mấy chị không ấn mà mở được, rất là khó mở. Đó, do đó là coi như là mình cứ để cái chỗ nào mà mấy bé nó về, nó đi học về mà nó dễ biết nhất là coi như mình để đó. Mình dặn bé con, khi nào con đi học về con nhớ lấy cái này, mẹ cho con một ngày 2 viên nha. Kẹo là tự động nó sẽ về, xong rồi là nó đưa cho mấy chị mở ra mấy chị đưa cho nó 2 viên. Ngày nào cũng như ngày đó, không cần mấy chị phải nhớ, không cần mấy chị phải đặt lịch tới cái giờ đó phải cho con là uống thuốc bổ, tới cái giờ đó phải cho con thế này thế kia, không cần nhớ, để cho nó tập nhớ. Đó, là bổ sung đầy đủ hết vitamin mấy chị, đầy đủ hết vitamin luôn nha. Là cái này nè, nói chung là rất là ok. Đó, hết rồi. Đây, còn em còn có mấy viên nè, chuẩn bị khui một hộp ra nữa rồi nè. Nó tự giác luôn. Rồi đó, còn cái này nữa nè. Cái này là tại vì là về sâu, cái này là về sâu, do đó là coi như là mới có hết 2/3 hũ tới đây. Mới có hết 2/3 hũ. Cái này là canxi cộng vitamin D3. Canxi cộng vitamin D3. Rồi ok, chị Loan Trần nha. Canxi cộng vitamin D3 là giúp phát triển chiều cao nè mấy chị, giúp phát triển chiều cao cho mấy bé nè. Thì cái này cũng sử dụng 2 viên một ngày. Đó, hai cái này mấy chị kết hợp chung cho nó ăn ha.
hai cái này mấy chị kết hợp chung là một ngày là coi như cái này hai viên, cái này hai viên đó, mình có thể mình dùng chung cũng được, mình dùng chung cũng được ha, tại vì vitamin nó không có ảnh hưởng gì hết á. Thì khi về phát cho, khi đi mấy bé đi học về phát cho nó hai viên này, hai viên này, rồi xong đó. Cái hai cái viên này nó tương đương với một ly sữa, cái hàm lượng canxi và vitamin D3 của nó rất là cao nha mấy chị, rất là cao nha. Đó là cái này hỗ trợ phát triển chiều cao, nó dạng kẹo, nó rất là dễ ăn mấy chị, dạng kẹo rất là dễ ăn. Cái này mấy chị người lớn mình cũng có thể sử dụng được luôn ha, người lớn mình cũng có thể sử dụng được luôn, thì bé hai viên, người lớn mình có thể sử dụng 4 viên đó. Mình mua về mình để cho cả nhà mình dùng. Là cái em có cái omega 3, em có cái omega 3 nữa, mà cái omega 3 em không có ở đây. À, mấy bé nó không có ăn cái omega 3, thành thử là em không có ở đây. Chứ còn mà nếu như chị nào mà muốn cho mắt mấy bé nó sáng nè, muốn cho mấy bé tăng cường trí nhớ nè đó, rồi tại vì omega 3 là tiền chất của DHA, thì mấy chị cứ nghe quảng cáo sữa là DHA là quá trời luôn đúng không? Thì cái omega 3 em cũng có nha, cũng có dạng kẹo của cái hãng này luôn đó, của cái hãng này luôn là omega 3 cho bé. Thì chị nào muốn mấy bé mà phát triển trí não, rồi muốn cho con mà mắt sáng nè, không có mắt sáng rồi đó, thì mấy chị cho mấy bé uống cái omega 3. Thì hết cái này rồi thì em sẽ chuyển qua cái omega 3 cho mấy bé. Thì lúc đó em sẽ like cho mấy chị ha, em sẽ like cho mấy chị cái omega 3 khoảng độ chắc cỡ mấy ngày nữa thôi, tại vì nó còn khoảng 20 viên, còn 2-3 ngày, 3 ngày nữa là hết chứ mấy. Là cái đây, ngoài ra em có cái vitamin E nè mấy chị, cái vitamin E nè. Đây, cái vitamin E nè. Vitamin E này là một ngày mấy chị sử dụng một viên thôi, một ngày mấy chị sử dụng một viên thôi, giá là hình như 500 rưỡi, 550 một hộp, đang giảm giá đó mấy chị. Hàng của Mỹ hết mấy chị ơi, thực phẩm chức năng, nói về thực phẩm chức năng là bên em chỉ có hàng của Mỹ hoặc là có một số hàng của Pháp thôi, nhưng mà hàng bên em là có bill và có gọi là cái giấy biên nhận giao hàng đồ của hãng hết, thành thử mấy chị yên tâm nha, mấy chị yên tâm. Thì chị nào mà mới vừa biết em á, mới vừa biết em qua một hai like á, thì mấy chị có thể xem lại những cái like cũ ha, xem lại những cái like cũ để cho mấy chị tin tưởng, để cho mấy chị tin tưởng bên em hơn ha, chứ em không có bán hàng bậy bạ đâu mấy chị yên tâm. Đó, cái vitamin E này là 550.000 một hộp. Thì vitamin E em đã nói công dụng nó rất là nhiều rồi. Cái này mấy chị có thể uống hoặc mấy chị có thể ngắt ra, mấy chị bôi mặt cũng được nha. Nhất là những cái vùng mắt nè, lâu lâu mấy chị cũng bôi E ở những cái vùng mắt nè, thì cái mắt mình nó không có bị nếp nhăn nha, nó không có bị nếp nhăn. À, đó. Vậy không? Mặc dù cái trán em nó hơi bị nếp nhăn một tí, tại vì mình trang điểm mình cứ hay nhíu mày lên để mình bấm mi rồi nè, thì cái trán nó hơi có nếp nhăn, nhưng mà khóe mắt không có nếp nhăn mấy chị. Không hề có một cái nếp nhăn bên khóe mắt luôn nè. Đó, cứ khoảng một tuần mấy chị cứ ngắt ra một viên, mình bôi mắt nè mấy chị, mình dùng hai cái ngón, mình dùng hai cái ngón, cái ngón út và cái ngón giữa này nè. Đó, mình cứ bôi như này, mình cứ vuốt như thế này, massage như thế này, massage theo chiều lên nha, massage theo chiều lên. Bên này cũng vậy, bên này cũng tương tự vậy, mình dùng hai tay bắt đầu mình vuốt như thế này, thì những cái cơ chỗ này nè mấy chị, nó sẽ đàn hồi, nó sẽ giảm được cái nếp nhăn bên này nha. Giải độc gan chưa về mấy chị, giải độc gan chưa về. Chị nào mà muốn mua cái bộ giải độc gan, tại vì cái bộ giải độc gan nó mắc tiền mấy chị, nó mắc tiền, nó tới 700 mấy hay 800 mấy gì em quên giá mất rồi, mà nó là nó giải độc là một bộ, một liệu trình của nó là 30 ngày. Thì 10 ngày đầu tiên là giải độc gan nha mấy chị, 10 ngày tiếp theo thì nó sẽ giải độc thận, nó sẽ giải độc thận, rồi 10 ngày cuối cùng là nó sẽ thải độc da. Là một bộ của nó 30 ống, một bộ của nó 30 ống. Thì trong đó nó sẽ có cho mấy chị từng hộp nhỏ, từng hộp nhỏ, hộp số 1, hộp số 2, hộp số 3. Thì cái hộp số 1 là giải độc gan, hộp số 2 là giải độc, nó là dạng detox mấy chị. Hộp thứ 2 là giải độc thận, hộp thứ 3 là giải độc da. Đó, thì nói chung là một năm nếu như có điều kiện thì mình nên sử dụng 1 đến 2 liệu trình như vậy ha, cho cơ thể mình, giống như là những cái vòi nước, những cái ống xả, ống nước rồi mấy chị, lâu ngày quá nó cũng bị tắc nghẽn. Thì coi như người mình cũng vậy ha, người mình cũng vậy, nhiều khi mình ăn uống những cái hóa chất độc hại này nọ, thì coi như là một năm mình cũng phải cho nó, mình giống như là những cái cống rồi đó, là coi như một năm mình cũng phải bỏ cái thuốc bùng cầu, bỏ cái thuốc thông cống rồi vô để cho nó thông. Thì người mình cũng vậy, mình cũng phải là một năm mình cũng phải 1 đến 2 lần mình giải độc cho nó ha.
Mấy chị ơi, những cái hàng đó mấy chị chịu khó đặt hàng giúp em. Mấy chị đặt hàng giúp em, ví dụ như chị nào muốn lấy cái nào thì mấy chị có thể là cọc cho em khoảng 100 ngàn cũng được. Rồi em sẽ lấy hàng về, bởi vì sao? Tại vì những cái đó mấy chị biết sao, những cái hàng mà ít ít như những cái hàng mà thông dụng như thế này nè thì là ok, em lấy hàng về, tại vì người nhà em được sử dụng thường xuyên. Còn những cái hàng mà gọi là detox đó mấy chị, một năm nó sử dụng chỉ 1 đến 2 liệu trình thôi. Do đó là ví dụ như em đã dùng rồi, chẳng hạn như bây giờ cái sữa Âm Chúa em đã dùng tới cái hộp này là hộp thứ ba rồi, tới cái hộp này là hộp thứ ba rồi là bắt đầu em ngưng, em ngưng thì là những cái hàng sữa Âm Chúa nói chung giá nó cũng hơi mềm, nó hơi mềm cũng được ha, rồi áp dụng nhiều. Còn những cái dạng mà để tóc đó, thì mấy chị chịu khó, mấy chị em có đăng giá trên mạng đó, em quên giá rồi mấy chị ơi, em quên giá rồi, em có đăng ở trên mạng đó, em đăng cái hàng thực phẩm chức năng hàng Pháp đó, mấy chị chịu khó vô em đăng đủ hết trong đó đó, mấy chị chịu khó coi giá giúp em nha, tại vì em không có nhớ giá, em không có nhớ giá. Thì mấy chị chịu khó là ví dụ như chị nào đặt á, thì cọc cho em 100 ngàn cũng được. Rồi em sẽ đặt hàng bên kia khoảng cỡ nhanh á, là 7 ngày, nhanh là 5 ngày, còn chậm là khoảng 7 đến 10 ngày thì là hàng nó sẽ về tới Việt Nam. Đó là những cái hàng mà để tóc rồi đó. Là mấy chị biết xong những cái ống này nè, khi mà gửi về chẳng hạn như đợt vừa rồi em đặt tới 10 hộp, 10 hộp mà sữa Âm Chúa như thế này nè, mà bị bể quá trời luôn mấy chị, bị bể quá trời luôn, xong rồi gom lại chỉ còn đủ được có 7 hộp rưỡi thôi, nó bị bể mất hai hộp rưỡi lần đó. Thành thử là cái hàng detox nó cũng vậy, cái hàng detox nó cũng toàn là dạng ống như thế này nè, nó đi về nó rất là vận chuyển hơi bị khó đó. Nên là mấy chị cọc cho em thì em sẽ nói Hà, chị Hà bên bển là chị Hà, chị ấy về nha. À, địa chỉ của em là 197/43 Nguyễn Thị Nhỏ nha mấy chị ơi. À, cái này là em đang uống sữa Âm Chúa, cái này là một hộp của nó là 20 ống lận, mà cái này em uống còn có 4 ống là em quăng cái vỏ hộp luôn rồi, thì cái vỏ hộp nó hơi bự. Một cái hộp của nó nguyên vẹn là như thế này nè, cái hộp hồi nãy em để đâu mất tiêu rồi ta. À, một cái hộp sữa Âm Chúa nguyên vẹn là như thế này nè. Đó, nguyên vẹn là như thế này nè. Mà cái này là em uống, cái này em uống em còn 4 ống à, do đó là cái hộp nó bự quá em quăng rồi. Em quăng cái hộp của em rồi, em chỉ còn 4 hộp lẻ này thôi. Thì em đưa cho mấy chị xem cái ống bên trong như thế này để cho mấy chị biết ha, để cho mấy chị biết nè. Cái này là sữa Âm Chúa, cái này là sữa Âm Chúa chứ không phải là detox. Cái dạng detox nó cũng y chang cái ống như thế này nè. Nhưng mà một nó trong đó là một cái hộp bự, nó chia ra ba cái hộp nhỏ, nó sẽ ghi số 1, số 2, số 3. Số 1 thì giải độc gan, mình phải uống trước. Mình phải uống trước cái hộp số 1 trước, hết cái hộp số 1 10 ngày rồi bắt đầu mình chuyển qua cái hộp số 2. Hộp số 2 cũng 10 ống, bắt đầu mình uống hết 10 ống của cái hộp số 2, bắt đầu mình chuyển qua cái hộp thứ 3 là bắt đầu cái quá trình giải độc da. Đó. À, tác dụng của sữa Âm Chúa hả? Tác dụng của sữa Âm Chúa nha, bây giờ tác dụng nó rất là nhiều, mấy chị lên trên mạng trên Google mấy chị search tác dụng của sữa Âm Chúa là trời ơi, nó nói tràn lan đại hải luôn, nói tới ngày mai cũng không hết cái tác dụng của sữa Âm Chúa nữa. Nhưng mà bản thân em sử dụng sữa Âm Chúa thì em thấy nó như thế này. Thứ nhất, mụn nó giảm, mụn giảm nha, giảm hẳn luôn á mấy chị ơi. Mụn em mọc một cái là bự như thế này thôi, mụn nó giảm. Cái thứ hai nữa, chị nào á nha, cái này là em nói cái vấn đề tế nhị thôi, là có nghĩa là mình bị khô âm đạo mấy chị, mình bị khô, tại vì em từ lúc mà sinh con xong rồi rất là khô luôn, rất là khô luôn. À, đi 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 khám phụ khoa bên bệnh viện Mekong có cho thuốc uống nhưng mà nó cũng không cải thiện bao nhiêu. Thì khi em sử dụng hết cái liệu trình đầu tiên là 20 hộp, 20 ống đó, là hộp đầu tiên đó, là nó cải thiện lên được khoảng 30%. 30% là bắt đầu nó hết khô rồi, bắt đầu mình uống tiếp tới hộp thứ hai, em dập luôn là hộp này hộp thứ ba luôn nè, là hết hộp thứ ba nè, là uống hộp thứ hai là bắt đầu nó đỡ rồi, hộp thứ ba là nó giảm hẳn với chị. Là đó là cái bản thân em dùng nha, chứ còn mà nói về sữa Âm Chúa là trời ơi, thiên thu đại hải, quá trời tác dụng luôn, thì mấy chị lên search Google khỏi còn em nói nó. Nhưng mà bản thân em sử dụng em trải qua rồi thì em thấy hai cái tác dụng đó là trước mắt em thấy là rất là ok, nhất là cái khoảng mà khô âm đạo nha. Khô âm đạo là cái này mà chị kết hợp với cái e nữa là coi như số 1 luôn, kết hợp với cái e nữa nha. Tại vì cái e nó, chị nào á, mà bị viêm á, bị viêm nhiễm á, nó hay cho uống cái e lắm, nó hay cho mấy chị uống cái e lắm, vitamin e nè. Nó là kết hợp hai cái này vô cho em là coi như rất là ok rồi. Xong rồi cái này là lát nữa em dùng nè, cái này lát nữa em dùng nè. Chị nào mà bị viêm ha, chị nào mà bị viêm mà hồi giờ mà trị hoài không hết, điển hình như em nè,
Điển hình như em nha, coi như viêm là trị không biết bao nhiêu năm rồi. Bây giờ đứa đứa lớn là 7 tuổi rồi, 7 tuổi, 8 tuổi rồi. Là 8 năm trời đi điều trị, không bao giờ mà trong cái tờ mà khám phụ khoa mà nó ghi là bình thường, coi như không có cái vấn đề gì đó. Lúc đó thì nó ghi là viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến. Lúc đó thì nó ghi là coi như là cổ tử cung, coi như là huyết trắng nhiều rồi viêm rồi gì tứ tung tung hết. Lúc nào nó cũng ghi vậy hết trơn. Mà uống thuốc, nhét thuốc rồi gì không có bớt. Mà hôm em biết tới cái vụ này nè, em biết cái gì, cái này là để em khui chết cha rồi, rất là nguy viên rồi, em khui ra để tối em sử dụng luôn nè. Tại vì cái này em hồi trước đó là em mua bên này, thì em mua tới 490 ngàn một hộp lận. Thì đợt này là coi như em mua nhiều quá, thành thử em gửi cho chị Hà bên bển chị mua luôn. Chứ cái này em mua bên bển hình như ha 300 mấy á. Đây mấy chị, mình cứ đút vô vậy xong bắt đầu. Nhớ là dùng cái cây này, đừng có dùng cái tay, tại vì cái tay mấy chị rất là ngắn. Cái tay nè, mình đút vô tới mấy cái tay à, tới đây là nó vẫn còn ở ngoài nha. Nhiều khi mình đứng dậy mình đi tiểu hay mình làm cái gì nó tuột ra mất tiêu là coi như hết trị. Mà một viên này mất tiền tới 300 mấy chục ngàn, gần 400 ngàn. Mà mấy chị làm vậy rất là phí. Do đó mình phải bắt buộc mình sẽ phải sử dụng cái cây này, nó rất là nhỏ, nó không có đau, nó trơn lắm mấy chị, nó không có hề đau vậy đó. Mình đút vô sâu bên trong bắt đầu nó cái này đóng xi lanh, mình bóp một cái nó tuột vô hẳn bên trong. Mấy chị nằm chịu khó nằm cỡ chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ bắt đầu mấy chị mới đứng dậy đi đó. Thì là sáng sáng hôm sau á, thì nó sẽ sáng hôm sau có nhiều chị thì nó sẽ ra nhanh hơn, còn có nhiều chị nó sẽ lâu hơn. Ví dụ như em thì nó sẽ lâu hơn, em là khoảng tới chiều chiều là ví dụ tối nay em dùng đúng không, thì khoảng tới chiều tối ngày mai á, bắt đầu, tại vì cái viên thuốc này nó tan lần đó, nó kèm theo cái khí hư của mình ở ngoài đó. Thì đến chiều tối ngày hôm sau khi mấy chị đi tiểu hoặc là mấy chị rửa, mấy chị sẽ thấy là cái hơi cái bột thuốc của nó kết hợp với cái huyết trắng, cái khí hư của mình đó, nó cứ nó cuộn lại xong nó tuột ra ngoài sạch lắm mấy chị ơi. Coi như nếu như chị nào mà viêm nặng nha, chịu khó xài cho em liên tục 2 viên, có nghĩa là đầu tiên mình xài là 1 viên xong rồi bắt đầu 5 ngày sau mình xài 1 viên nữa, rồi mình ngưng tới chừng tiếp tháng sau mình dùng 1 viên nữa cho em là coi như sạch hẳn luôn. Rồi bắt đầu từ đó cứ 3 tháng mới chị xài một lần, còn không là 1 năm mình xài, nếu như mình ấy thì 1 năm mình xài một lần cũng được, là rất là ok luôn đó. Cái này nè, địa chỉ của em là 197-43 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình. Lát nữa kết thúc like là trên like lúc nào em cũng có địa chỉ đó. Chị tham khảo cái địa chỉ giúp em nha, tham khảo cái địa chỉ giúp em. Nếu như mà chị có qua thì chị gọi điện trước giùm em nha, gọi điện trước giùm em. Nhiều khi là tại vì đang sửa nhà đó, nhiều khi là coi như không có, nhiều khi không có ở nhà rồi chị qua mất công là mất công mình đi nha. Chị có thể chị gọi điện trước cho em là số điện thoại là 0906326327, chị gọi cái số nhân viên đó nha, chị gọi cái số nhân viên 0963263127 nha, là chị gọi cái số đó là có. Nói chung là hàng, những cái hàng nào mà em nói mà có sẵn là nó có sẵn. Ví dụ như sữa ông chúa là đã về sẵn được 7 hộp rồi, những cái thực phẩm chức năng mà hồi nãy giờ mấy cái món mà em đưa lên nè là nó có sẵn, hàng Mỹ nó có sẵn. Còn cái hàng Pháp mà detox rồi là mấy cái món đó nó hơi cao giá, nó hơi cao giá, do đó là em chỉ nhận order thôi, nhận order thôi. Thì em sẽ nói chị Hà bên bển gom gom lại nhiều nhiều một tí, thì chị Hà chị sẽ đi mua rồi chị gửi về ha, chị gửi về. Chị Hà là cái chị mà hôm mà đi live bên Pháp với mấy chị, tại vì chị tính chị hơi hiền, tính chị hơi hiền, thì chị nói nhỏ nhẹ lắm mấy chị ơi, giọng chị rất là nhỏ nhẹ. Chị là y tá đó mấy chị là y tá nha, chị là y tá, thành thử là y tá bên bên Pháp luôn á mấy chị, y tá bên Pháp luôn á chứ không phải là ở bên Việt Nam mình đâu. Học rất là giỏi rồi. Cưới chồng rồi xong rồi qua bên đó tự học đó mấy chị. Học bên này xong rồi bắt đầu cưới chồng qua bên đó học, học xong rồi bắt đầu ra làm. 0963, em đọc nha, 0963 263 127 là số nhân viên nha chị. 0963 263 127. Ây da, đau khổ quá. Bây giờ bắt đầu ngủ trong bóng tối nè, ngủ trong bóng tối nè. Rồi chị ghi được chưa chị? Chị ghi được chưa? Chị nào mà 10 chị còn xem like với em nãy giờ vậy? 10 chị còn xem like với em từ hồi nãy giờ. Trời ơi, cảm ơn mấy chị nha. Rất là cảm ơn mấy chị luôn. Đây cái chai Victoria thần thánh của em đây. Rồi, ghiền cái này lắm mấy chị ơi, tối nha. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi bắt đầu bôi. Không ghiền mới là lạ.
Rồi ok chị nha. Mấy chị cần em tư vấn cái gì nữa thì cứ inbox cho em, cứ inbox trực tiếp cho em hỏi là được nha mấy chị. Inbox cho em hỏi là ok nha. Cái chai glucosamine nước cũng có ở đây. Chứ cái chai glucosamine nước á, hôm bữa gói hàng cho mấy chị đồ nó bị đau mấy cái khớp này nè, nó bị đau mấy cái khớp này nè. Như cái khớp gối nó bị đau mấy chị. Xong đấy em khui ra một chai em uống thử. Em uống được 1/3 thôi, 1/3 thôi, uống chắc cỡ chừng tuần á mấy chị là coi như mấy cái đốt ngón tay này mấy chị nó đỡ nha, nó đỡ hẳn luôn á. Đỡ hẳn luôn nha, cái glucosamine nước á. Không biết nó hợp với mình hay sao, coi như uống mới 1/3 chai mà coi như nó giảm đau luôn. Đi đâu đi cầu thang mà nó kêu rắc 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 rắc, mấy chị đi cầu thang mà nó kêu rắc rắc rắc, giống như là cái xương mình bị khô vậy đó, mà coi như uống là giảm hẳn luôn á. Cái chai đó để bữa nào em để ở dưới hoặc là em có để ở trên đây. Rồi có chị nào hỏi em cái gì nữa không? Victoria giá bao nhiêu? 390.000 là giá sale á nha mấy chị. Giá 390 là giá sale á nha, chứ còn mà cái giá mà đúng của nó là giá cao hơn đó. 250 ml. Cái hàng Victoria này nè mấy chị. Hàng giả nhiều vô địch luôn. Hàng giả nhiều rất là nhiều. Từ cái chai nước hoa này cho tới cái lotion, cái dưỡng thể đó là giả cực kỳ nhiều. Và em nói mấy chị nha, cái này á nó khác với cái nước hoa ở điểm nào là cái thằng này á là giống như là nước hoa dưỡng thể. Nước hoa dưỡng thể nó dưỡng ẩm, nó có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Mấy chị đừng có lấy cái chai này mà xịt trên quần áo nha mấy chị, rất là phí nha. Nhiều chị không biết đem sử dụng cái chai này xịt lên trên quần áo, trời ơi em nói phí cực kỳ luôn. Cái này mấy chị xịt vô da trực tiếp cho em, xịt vô da trực tiếp cho em, nó giống như là cái chai xịt khoáng vậy nè. Nó giống như cái chai xịt khoáng mà cho da mặt mình nè mấy chị, có nghĩa là bình thường ha, sáng á mấy chị muốn cái da mình nó mát mẻ, cái da mình tự nhiên mình đi nắng về nó nóng hừng hực vậy đó, là bắt đầu lấy cái chai xịt khoáng này mấy chị xịt lên làm dịu da, dưỡng ẩm cho da là cái chai xịt khoáng nè. Thì cái chai nước hoa dưỡng thể này là y chang như vậy luôn ha, nó có tác dụng là dưỡng ẩm cho da. Thành thử là mấy chị đừng có xịt quần áo nha. Trời ơi, em thấy có nhiều chị mà cầm mà trời xịt quần áo khí thế luôn. Em nó nghĩ thì sao mà 390.000 mà đi xịt quần áo, trời ơi hồi phí giả mà. Nhớ là xịt trên da cho em, nó dưỡng ẩm da đó mấy chị, nó dưỡng ẩm da nha. Hàng giả có 180 là giá bán lẻ rồi chị, đi vô Kim Biên giá chỉ có 75.000 thôi. Dạ đúng rồi, thơm em nói là cái chai này hả, em tiếc em không có xài ban ngày, em tiếc em không có xài ban ngày, bởi vì cái mùi nó nói chung nó hơi dịu dịu. Chỉ khi nào mà cái người mà người ta đứng cạnh bên mình nè, người ta đứng chừng khoảng nửa mét á, là người ta mới ngửi được cái mùi hương thôi. Còn nếu như mà ở xa quá thì không có ngửi được mùi hương, do đó ban ngày xài hơi phí. Ban ngày xài hơi phí, em toàn xài ban đêm không à. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi bắt đầu mình xịt lên đó, mình đi ngủ mấy chị thoải mái cực kỳ luôn, thoải mái cực kỳ luôn. Đúng rồi chị. Đúng rồi, tắm xong rồi bắt đầu mình lau da đồ khô đi, bắt đầu mình xịt lên. Nhớ là xịt trên da nha, đừng trên xịt quần áo nha. Trời ơi, thấy có nhiều chị gì mà mua xong rồi cái hàng sale là còn 390 á, chứ nếu như mà không sale là giá coi như cũng 400 mấy á mấy chị. Giá cũng 400 mấy á mà xịt trên quần áo là phí cực kỳ luôn ha. Tại vì nó là nước hoa dưỡng ẩm toàn thân. Nó là nước hoa dưỡng ẩm toàn thân, có nghĩa là nói thẳng ra là cái chai giống như là cái chai xịt khoáng toàn thân nè, nhưng mà nó có thêm cái mùi hương thì người ta mới gọi là nước hoa dưỡng ẩm toàn thân thôi, chứ bản thân của nó là cái chính của nó là dưỡng ẩm đó mấy chị, dưỡng ẩm toàn thân giống như cái chai xịt khoáng mặt của mình nè đó. Do đó đừng có xịt vô quần áo, tiếc lắm ha, phí. Cái giá 390 là giá sale rồi đó, còn nếu như mà giá ổng sale là tới 400 mấy lận, hơi nó cao tiền lắm. Còn cái miếng trắng răng nè, mấy chị đợi em một xíu nha, em ra em đánh cái răng sơ sơ một xíu xong rồi em vô em chỉ sẵn đây, em chỉ cho mấy chị sử dụng cái miếng trắng răng này luôn. Sữa tắm của nó cũng thơm, đúng rồi mấy chị, sữa tắm của nó cũng thơm nhưng mà nó mắc quá, thành thử em không có nhập về chứ không gì hết trơn á. Ở mình không có cái thói quen là sử dụng cái
Em hướng dẫn cho mấy chị sử dụng cái trắng răng nè. Mấy chị xài hai cái ngày đầu tiên nha. Xài hai cái ngày đầu tiên nó sẽ hơi bị ê răng. Nó sẽ hơi bị ê răng nhưng mà đến ngày thứ ba là nó hết. Đến ngày thứ ba là nó hết ê răng nha. Nó không còn cái tình trạng ê răng nữa. Đây em chỉ cho mấy chị sử dụng nè. Nó trắng thẳng luôn nha, để em đưa cận cảnh cho mấy chị xem cái răng nè. À, cái răng, tại vì cái miếng dán hàm dưới này mấy chị, nó chỉ tới cái này thôi. Nó chỉ tới cái này thôi. Mà hai cái răng này nè. Sao anh thấy trên ánh đèn nó cũng như nhau ta? Nó mờ quá. Không có thấy kỹ được. Ở bên ngoài mấy chị hai cái răng này nè. Hai cái răng này. Đó, hai cái răng này nè. Hai cái màu nó sẽ khác nhau. Nó trắng lên được tới 50% lận. Khi mình khui ra là cái miếng nó như thế này nè mấy chị nhớ là gấp đôi lại. Gấp đôi lại ha, để cho nó có cái điểm giữa cho mình dễ dán. Rồi, bắt đầu mình gỡ ra ha, mình dán, nên dán ở cái hàm dưới trước, nên dán ở cái hàm dưới trước nha. Ha. Dán ở cái hàm dưới trước. Nó trắng nha mấy chị, nó trắng. Cái review trên mạng rất là ok luôn. Tại vì em đọc cái review á, em thấy nó ê răng á, nên mình cũng hơi sợ. Tại vì cái này là em cũng dùng đầu tiên thôi, chứ em cũng chưa dùng. Tại vì em rất là sợ ê răng. Nhưng mà em sử dụng hai cái ngày đầu tiên đúng là ê thiệt. Hai cái ngày đầu tiên đúng là ê thiệt. Nhưng mà đến cái lần thứ ba làm á, thì nó ok, nó không có còn ê nữa. Mấy chị nên làm cái hàm dưới. Bởi vì khi mấy chị dán cái hàm trên rồi á, thì tự động cái phản xạ tự nhiên nó sẽ bị tiết nước bọt nhiều. Nếu như mình tiết nước bọt nhiều mà mình dán cái hàm trên trước xong mình dán cái hàm dưới nó sẽ không có ăn. Nó sẽ không có dính được cái keo, tại vì nó ướt đó, nó không có dính được cái keo. Còn bây giờ mình bắt đầu mình mới dán hàm trên nè. Hồi nãy em nói mấy chị sợ gì mà gấp lại là nó có cái điểm giữa nè. Thì cái điểm giữa này ứng với cái răng giữa, ứng với cái khe giữa nè, mấy chị cứ đặt vô. À, nhớ là dán ở sát lên cái chân răng nha, mình đừng có dán trồi lên cái lợi ha mấy chị. Mình dán mà nó dính lên cái lợi nhiều quá thì nó sẽ gây ê buốt răng ha, nó sẽ gây buốt răng mấy chị. Vừa dán vừa đủ thôi. Cái răng nó trắng lên nha, cái răng nó trắng lên tới em dán mới có 7 miếng thôi. Tại vì em sử dụng là đáng lý là nó có hai loại, một loại là sử dụng trong vòng có 4 miếng thôi, mình sử dụng trong vòng 4 ngày, liên tục 4 ngày. Còn em là em sử dụng cái, tại vì em muốn cảm giác nó lâu dài ra một tí nên em mới chọn cái 14 ngày. Chứ nói thiệt em rất là muốn sử dụng cái 4 ngày luôn, nhưng mà em muốn sử dụng cái 14 ngày cho mấy chị, để cho review cho mấy chị một cách chính xác nhất là cảm nhận trong vòng 14 ngày nó như thế nào, nó như thế nào. Do đó là em mới chọn cái 14 ngày này. Trời, mấy chị thấy em hy sinh vì sự nghiệp ghê chưa. Đó là coi như em phải sử dụng 14 ngày mà đâu có bền đâu, em lười lắm, đâu có phải siêng đâu mấy chị, mà cũng, coi như cũng phải cố gắng nè. Đó là coi như là cái miếng đây là miếng dán thứ 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 hình như thứ 9 á. Thứ 9 á. Một, hai, ba, bốn, năm. Còn đúng 5 miếng mấy chị, còn đúng 5 miếng là coi như đúng là miếng thứ 9. Còn đúng 5 miếng là em đang xài là miếng thứ 9 đúng luôn, chính xác luôn nè. Đó, chị dán nha. Cái nhược điểm của cái này là cái ở phía dưới nó ở phía dưới nó lại ngắn quá chị, ở phía dưới nó lại ngắn quá. Đó. Mình đè cho nó hết rồi bắt đầu gạch lại. Rồi, mình cứ ngậm như thế này. Trên hộp á thì nó ghi là trong vòng là 30 phút thôi, trong vòng 30 phút thôi. Nhưng mà em khuyên mấy chị, tại vì mình mua đã tốn tiền rồi, mình mua đã tốn tiền rồi, thành thử là mình để nó hơi lâu một tí, mình để nó hơi lâu một tí. Thông thường là em để tới cái loại này nè, cái loại mà chỉ có 4 miếng á, thì trên hộp nó ghi là mình để trong vòng 1 tiếng đồng hồ, thì mấy chị nên để trong vòng 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Còn cái hộp này nó để 30 phút thì em để trong vòng 2 tiếng đồng hồ rồi em bắt đầu em mới tháo ra. Chứ tại vì hộp mình khi mình mua mắc tiền quá thì mình phải để cho nó lâu lâu một tí cho nó có tác dụng hơi lâu một xíu ha. Nó có tác dụng hơi lâu một xíu. À, khi mà mấy chị dán như thế này nè,
thì cái nó sẽ tiết nước bọt hơi nhiều hơn so với bình thường. Thì mấy chị cứ mình ăn uống rồi xong hết rồi bắt đầu mình cứ dán vậy nè, rồi mình làm cái gì bình thường thôi. Nếu như nước bọt nhiều quá mấy chị chịu khó chạy ra mình nhổ ra, rồi bắt đầu mình cứ vô mình ngồi mình chơi tiếp, mình canh cứ đúng 2 tiếng đồng hồ xong mình tháo ra. Là đối với cái hộp mà sử dụng 30 phút, nó có hai hộp nha, nó có hai hộp. Thì cái hộp này á, là sử dụng trong vòng 14 ngày, nó có 28 miếng, 28 miếng nhỏ nè, 1 miếng, 2 miếng nè, là 28 miếng thì sử dụng trong vòng 14 ngày. Giá hình như em nhớ là 500 550 cái hộp này thì phải, 550 cái hộp này thì phải. Còn cái hộp mà 4 miếng sử dụng trong 4 ngày thì mắc tiền hơn. 4 miếng thì mắc tiền hơn, 4 miếng hình như là em nhớ 650. Em không có nhớ chính xác giá, hình như tầm tầm khoảng đó. Tầm tầm khoảng đó. Thì có gì mấy chị inbox để em báo giá cho. À, giá đó là giá đang sale nha mấy chị. Giá đó là giá đang sale nha. Cho nếu như mà nó không sale thì là cái giá của nó là khoảng 40 40 đến 44 đô. 40 đến 44 đô một hộp á. Cái giá em đang mua là cái giá sale á. Giá em đang mua là được giá sale nha, thành thử cái giá nó mới rẻ như vậy đó. Mấy chị có thể lên mạng hoặc là lên Amazon mấy chị tìm hiểu. Còn cái loại mà mấy cái loại mà 200-300 ngàn thì thôi bỏ qua nha mấy chị, hàng giả chắc 100% luôn, không có cái giá đó đâu. Tại vì cái giá mà em đang bán này là giá sale, gọi là sale sale tốt rồi ha, giá sale tốt rồi đó. À, rồi giờ mấy chị cứ để nè. 2 ngày đầu tiên nó sẽ hơi ê, 2 ngày đầu tiên răng nó sẽ hơi ê và nó hơi buốt cái răng. Lúc đó mấy chị hạn chế uống nước đá và uống cái gì mà chua ha. Thì coi như rồi, bắt đầu tới ngày thứ ba là em thấy bình thường, quen rồi là em thấy bình thường, không có hề. Trên cái review nó làm hơi bị lố, có nghĩa là nó nói là hay là nhiều khi là có người này người kia em không hiểu nữa, hay là nhiều lúc cái răng em nó khỏe hơn, nó không có bị cái vấn đề đó, có nghĩa là răng em nó không có hề bị chảy máu, hay là nó không có hề bị gọi là khi mà đánh răng rồi nó không có hề mà gọi khó chịu, em đánh răng rồi vẫn bình thường, rồi nó không có hề bị chảy máu, thậm chí là em xài cái chỉ nha khoa nó cũng có sao hết á, nó rất là ok, không có sao hết trơn á. Chỉ có 2 ngày đầu nó hơi buốt răng thôi, nó hơi ê ê cái răng nó tê tê, nhưng mà nói chung là cái răng nó trắng thì lúc nào gọi là cái răng cái tóc là gốc con người hay mấy chị, cái răng nó trắng là mình cười cái nụ cười mình nó cũng cũng đẹp, nó cũng 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 thích hết ha. Thành thử là nếu như chị nào mà thích thì em khuyên trẻ trẻ nên dùng ha. Mấy cô lớn tuổi thì nhiều khi răng sao cũng được hết, nhưng mà mấy chị cỡ khoảng cỡ 40 tuổi đổ xuống á, thì mình cũng phải đẹp một xíu ha. Nhìn cái hàm răng mình nó đẹp thì khi mà mình trang điểm á, thì coi như mình cười ra cái răng mình nó sáng, mà cái màu son mình cũng đẹp ha. Càng có tuổi nó càng hành nhiều nữa đó em, vậy hả chị? À em là 37 rồi mấy chị ơi, em 37 rồi. 36. Em là 83, 83 là 36. Rồi ok mấy chị nha. Em tạm biệt mấy chị nha. Coi như chị nào á, đây. Coi em cho mấy chị coi thiên đường nước hoa của em nè, quá trời quá đất luôn nè. Đó. Coi cái bàn của em nè. Đó, mấy chị thấy không? Coi như thích lắm mấy chị ơi, nước hoa là coi như là ghiền luôn. Xịn có nè, coi như mấy cái chai Lancôme nè, mấy cái chai Chanel No 5 nè, cái chai Chanel No 5 thì này, cái này thì cái mùi nó hợp cho cái mùi nó hơi nồng, thành thử nó hợp cho trời lạnh nè, còn cái Chanel Allure này nè. Đó, đi đám cưới hay đi cái gì nào là xịt cái chai này là coi như là khỏi chê vào đâu được luôn. Cái chai này em cũng thích mà hết rồi. Cái chai này hết mất tiêu rồi. Xài hết rồi. Còn cái chai này thì em gái mới tặng, em gái mới tặng cái chai này đó, còn nhiều chai xài hết nữa mà coi như hết xong rồi quăng giỏ luôn rồi, quăng giỏ luôn rồi, nói chung là đủ thứ trò hết đó mấy chị. Đây còn đây, hàng đây là hàng ít xài nè, hàng ít xài là cái thuốc giảm cân của em nói mà uống hay mất ngủ nè, mà coi như nó nên ký nó giảm xuống cũng ít lắm. Còn cái này là coi như cái kem chống nắng mà, ủa cái này sao tự nhiên bỏ dưới đây, sáng mai tìm ra. Cái kem chống nắng là kem ít xài nè. Đó. Sữa ông chúa còn đúng 4 hộp. Một mớ kẹo nè mấy chị thấy không? Đó, rồi coi như hàng Mỹ về cho nhiều lắm mấy chị, mấy cái chai này nè, là cái chai chọi, cái chai này xài thích lắm luôn nha. Da chị nào mà dạng da rắn á, da rắn mà gọi là da cực kỳ khô nha. Cực kỳ khô luôn á, là coi như là mấy chị xài cái này nè, rồi nó thơm mùi xả, mùi oải hương, nó thơm lắm. Xài là coi như bôi một phát vô là coi như cái da nó mướt cực kỳ luôn. À, em còn một hộp á, giấy thơm em còn một hộp nha.
À, giấy thơm em còn một hộp. Nếu như á, mà chị à, em cũng 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 đang xài mà xài lâu hết lắm, xài rất là lâu hết luôn. Em đang xài một hộp lẻ, nếu như chị muốn lấy lẻ thì chị lấy, còn chị muốn lấy nguyên hộp thì lấy. Lấy lẻ thì em chia lại cho chị một ít, tại vì em cũng đang xài luôn mà lâu hết cực kỳ. Có nha, cái hộp giấy thơm giá nhiều em cũng biết nữa, tại vì giờ cấp điện cũng biết giá nữa. Đó, đây nè mấy chị, xài cái đèn 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 học của mấy bé nè. Xài cái đèn học của mấy bé nè. Rồi ha, em kết thúc like ở đây nha mấy chị, em kết thúc like ở đây nha. Em không nhớ giá nữa, mấy chị inbox giá cho em đi, em không có nhớ giá. Em không có nhớ giá nha. Đây cái miếng rửa mặt nè, chỉ có mấy miếng nè, đó chị nào mà coi như 30.000 một cặp này nè. Rửa rất là ok, rất là sạch luôn. À để cái hộp này lại để bữa nào chị nào mà hỏi thì em tư vấn cho. Cái để uống em mới uống xong hết nè. Cái hộp xong nè. Đó rồi, em tạm biệt mấy chị nha. Coi như chị nào mà cần em tư vấn cái gì nữa thì nói em nha. Nói em ha. Đây, cái chai mà vệ sinh cho bé nãy chị nào hỏi nè. Đó cái chai mà vệ sinh cho mấy bé nè, Việt Nam mình không có đâu. Hôm hôm em đi tìm khắp luôn mà không có luôn á. Không có luôn á, cái hàng này của Pháp nè, hàng chai này cũng mắc tiền lắm. Chai này cũng mắc. Mẹ bé xài chung luôn, em với mấy bé hai bé gái em là xài chung luôn, dành cho con gái nè. Đó, mình có thể mình tắm luôn cũng được nè. Rồi ok, em tạm biệt mấy chị nha, chúc mấy chị ngủ ngon. Rồi em cảm ơn chị Lisa nè, em cảm ơn chị Lisa nè. Coi như hình như chị Lisa là khách mới bên em đúng không? Rồi, cảm ơn mấy chị, tạm biệt mấy chị nha.